Hello mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ anime mới đầy thú vị về chiến tích huyền thoại của những chiến binh Viking. Fan nào mê đánh đấm máu lửa thì đây là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng luôn đó nha. Ngoài ra, tác phẩm này còn thể hiện sự tàn khốc của chiến tranh trong quá khứ. Nói nhiều đây thôi là ắt hẳn ai cũng nóng lòng rồi đúng không? Cùng mình tìm hiểu xem nội dung chính sẽ như thế nào hen. Tập 1. Mở đầu Vinland Saga là một trận thủy chiến vô cùng ác liệt. Người đen tung hoành trên mặt trận giống như chiến quỷ lữ bố xông pha hủy diệt hàng phòng ngự của phe địch. Dù cho đội quân Viking đã tất thế nhưng mà anh chàng này vẫn dũng cảm lao về phía trước, lấy thân mình đẩy lùi lực lượng hùng hậu bên kia chiến tuyến. Sau đó, anh ta rơi xuống biển và biến mất khỏi chiến trường. Huyền thoại mãnh liệt mà mình vừa kể có tên là Thor. Hiện giờ, anh ta đang sống trong một ngôi làng yên bình ở phía Bắc Ireland. Bọn trẻ ở đây từ nhỏ đã phải sống trong cái lạnh khắc nghiệt. Chúng luôn mơ về vùng đất thánh được bao phủ bởi những cánh đồng bạt ngàn và khí hậu ấm áp. Cho đến giờ chỉ có bố già Fleif là đến được đó vì nó nằm tích tận phía nam và phải băng qua biển lớn mới đến được. Bọn trẻ trong làng luôn lấy câu chuyện thám hiểm của ông ta làm nguồn cảm hứng. Thiên đường mà bố già Fleif kể lại là vùng đất có tên Vinland chứ không phải là Vinholm đâu nghe mọi người. Ở Bắc Ireland cũng có vài ngôi làng giống như nơi bọn họ đang ở. Mấy năm nay khí hậu ngày càng biến chuyển thất thường nên là hầu hết dân trong vùng đều không thể trụ lại được. Cứ thế này thì sớm muộn gì ngôi làng này cũng sẽ phải hứng chịu cái kết tương tự. Bố già Fleif đã bàn bạc với Thor về việc có nên di cư cứu lấy mọi người. Nhưng việc này không hề dễ dàng. Năm xưa Fleif đã từng bị mắc kẹt giữa biển băng rộng lớn. Nếu điều đó mà xảy ra trong lúc di cư thì người già và trẻ nhỏ sẽ không thể nào chống chọi nổi cái lạnh giữa biển cả. Tổ tiên của ngôi làng này vốn dĩ đến từ vùng đất phía đông, Na Uy. Do vị vua ở Na Uy quá tàn bạo và độc tài nên là bắt buộc người dân mới phải chuyển đi nơi khác. Thorfinn là con trai của Thor đã không chấp nhận sự thật này. Cậu nhóc đã ngay lập tức chạy về hỏi cha mình về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Lúc này gia đình của Thor đang chữa trị cho một nô lệ bị thương nghiêm trọng. Có thể nói là anh chàng kia đã đến rất gần với cánh cửa địa ngục. Anh ấy thà chết chứ không chịu trở về nơi mình sinh ra. Vì quá sợ hãi nên người nô lệ mới liều mạng chạy trốn đến tận đây. Ngoài cảng bắt đầu xuất hiện những người khách lạ mặt đến gây rối. Bọn chúng đến đây để tìm tên nô lệ đã bỏ trốn vào đêm qua. Ở thế giới này, nô lệ là tầng lớp thấp kém nhất. Bọn họ không còn được xem là con người nữa. Tất cả đều phải làm việc cực nhọc và chịu bạo hành cho đến hơi thở cuối cùng. Không lâu sau đó, Halfdan đã tìm đến nhà của Thor và phát hiện ra tên nô lệ đêm qua bỏ trốn ở đây. Thor đã yêu cầu được mua lại người đàn ông sắp chết này trước mặt những tên lính dữ tợn đứng xung quanh. Hành động này được xem như là gây hấn với chủ nhân của nô lệ. Dù người nô lệ kia đã sắp chết nhưng mà Thor vẫn đồng ý trả một cái giá cắt cổ. Trước kia, Thor đã từng là một kẻ giết người hàng loạt trên chiến trường. Anh ấy hiểu được cái giá của sự tự do là thế nào. Chiến binh vĩ đại mong rằng một ngày nào đó con trai mình có thể hiểu được điều đó. Tập 2. Người Viking có một truyền thống là tập trung tắm rửa vào ngày thứ bảy. Dân Anh đã biết được điều này và chuẩn bị binh lính phục kích họ. Một ngôi làng ở Bắc Anh đã bị quân lính tàn sát nhẫn tâm, kể cả trẻ em và phụ nữ cũng bị đem ra hành quyết. Trở về ngôi làng phía xa ngoài biển khơi, bất ngờ xuất hiện chiếc thuyền lớn cùng nhiều tinh binh hùng hậu. Họ đến đây để tìm vị anh hùng trong truyền thuyết được mệnh danh là quỷ khổng lồ trên sa trường. Đó cũng là quá khứ dơ bẩn mà Thor muốn xóa đi trong cuộc đời mình. Brokki đến gặp Thor bàn về vấn đề người Anh vừa tấn công một ngôi làng của dân Đan Mạch. Trong số những người thiệt mạng có em gái của vua Sigurd, cái cớ này đã khơi dậy một cuộc chiến tranh trong tương lai và vua Sigurd muốn mời Thor liên minh với quân đội Đan Mạch. Trước đây anh ta từng là chỉ huy trong đội John Viking, việc anh ta bỏ trốn đến làng quê hẻo lánh này đáng lẽ ra đã phải nhận tội tử hình. Nhưng vì nể mặt Thor từng cống hiến bao nhiêu chiến công hiểm hách, thế nên là hình phạt đó mới không thi hành. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, giờ đây John Viking lại xuất hiện và muốn kéo anh ta tới địa ngục một lần nữa. Các tinh binh đều đã dàn trải khắp cả ngôi làng này. Chỉ cần Thor từ chối thì tất cả người dân vô tội đều sẽ bị hành hình. Thor đã cố bao công sức mới có thể trốn đến nơi yên bình nhưng mà chiến tranh loạn lạc lại làm mọi thứ thay đổi. Thorfinn cũng trở nên cộc cằn hơn trước. Cô bé bắt đầu gây gỗ rồi đánh mấy thằng nhóc trong xóm tê tét. Thorfinn muốn được cha công nhận là chiến binh để được ra trận trong chuyến đi sắp tới. Đó lại không phải là những gì mà Thor mong đợi. Hai chữ chiến binh thật sự không hề đơn giản như vậy. Quỷ khổng lồ năm xưa vốn dĩ có thể xưng bá khắp vùng đất này nhưng mà máu và nước mắt đã khiến anh ấy thay đổi. Chiến binh vĩ đại ra trận là để cứu người chứ không phải là chứng minh bản lĩnh với ai cả. Đối với một cậu nhóc nhỏ thì những điều đó là quá xa vời.
Thor hy vọng rằng con trai mình sẽ kịp hiểu được lý lẽ cao thượng đó trước khi quá trễ. Trên quần đảo Faroe, có vài tên lính đánh thuê khét tiếng đang đóng quân. Froki đã đến mượn tay của một kẻ tên là Akalat để giết Thor. Cái giá cho đầu của quỷ khổng lồ là rất hậu hĩnh, nhiều đó cũng đủ để hiểu Thor mạnh đến mức nào. Tập 3, rất nhiều trai chén trong làng xung phong ra trận nhưng mà Thor chỉ mượn 5 người. Mấy tên này trông thế chứ không có đánh đấm ra trò gì đâu. Quỷ khổng lồ tính để đám này lái thuyền đến đảo Jonvikin xong rồi cho họ về. Một mình Thor sẽ tham gia chiến tranh giữa Anh và Đan Mạch. Xem cảnh tụi này lái thuyền chén thật sự, 5 đứa thì chèo một bên, còn Thor thì một mình chèo luôn bên còn lại. Lúc ra xa khơi mọi người mới phát hiện ra cu Thorfinn nó trốn trong thùng rượu. Hay da thằng nhỏ này nó tính bắt chước ai đó làm hải tặc hay gì đây? Còn về phần phi vụ ám sát, có vẻ vua Sua không hề biết trước vụ giết Thor. Chắc là Froki có thù hằn gì đó nên là mới đi thuê riêng sát thủ đi làm thay hắn ta. Cái giá mà Froki trả cũng là quá lớn để thịt một người đàn ông đã đào ngũ nhiều năm rồi. Akhalat tự hỏi rằng quỷ khổng lồ thật sự là ai mà đáng giá đến như vậy. Những chàng trai trẻ với mong ước được ra chiến trường vẫn còn quá non nớt. Bọn họ còn muốn nghe về chiến tích hào hùng Thor đã từng làm năm xưa. Đối với quỷ khổng lồ thì nơi đó chỉ là biển máu và xác người chất đống. Điều duy nhất làm anh ấy không thể quên là cảnh tượng Hauga sinh đứa con đầu lòng cho mình. Chỉ một nụ cười hoặc thậm chí một ánh nhìn của đứa trẻ đó cũng đủ để làm cho chiến binh quả cảm nhất phải lo sợ. Họ sợ rằng sẽ phải chết và không thể gặp lại con của mình nữa. Khi đó cũng là lúc Thor muốn được buông đao và tìm đến nơi yên bình sinh sống. Lúc thuyền của mọi người đi đến điểm tập kết mà Froki dặn thì bố già Flay đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở nơi đây. Câu cảnh báo còn chưa kịp thốt lên thì cả đống đất đá đã rơi xuống che kín lối đi duy nhất ra khỏi vách đá. Thor đã tặng cho con trai mình một con dao để cậu ấy tự vệ. Đáng buồn hơn, đây cũng là thứ duy nhất giúp cho Thorfinn nhớ về cha mình trong tương lai đầy cô độc và thù hận. Thuyền của quân địch đã vây kín phía sau, bọn chúng còn cười nhạo rằng huy động cái đống lính chỉ để tập kích vài tên ngư dân quèn này thôi sao. Phải đợi đến khi vị anh hùng huyền thoại ra tay thì sắc mặt chúng mới thay đổi. Dù đây là một trận đấu rất dễ dàng cho Thor nhưng mà nó không hề tàn khốc như mọi người tưởng tượng. Quỷ khổng lồ chỉ dùng tay không để đánh bất tỉnh kẻ thù chứ không sát hại họ. Tập 4. Một tên, rồi hai tên và lần lượt những tên đánh thuê bị hạ gục một cách đầy kinh ngạc. Bjorn là một tên khá cộm cán trong phe địch đã phải dùng đến nắm đấm điên loạn để kích thích cơ thể chiến đấu mà cũng bị quỷ khổng lồ hành cho ra bã. Nghe tiếng Thor đấm ta nói nó tê lắm mọi người ơi, cứ như là mấy cái xe điện đụng choảng nhau vậy á. Không ai tưởng tượng rằng một người đàn ông mà lại có thể một mình chống chọi với hai thuyền chiến cùng lúc. Phía trên còn có cung thủ mai phục mà chẳng có tên nào dám hó hé manh động. Thor biết tụi cướp cạn này không làm gì được mình nhưng mà phía sau còn có mấy người trong làng thế nên là tình hình lại khó khăn hơn trước. Đã vậy thêm thằng con ngáo ngơ tự nhiên đi theo đến đây chỉ không biết. Quỷ khổng lồ đề nghị một trận đấu tay đôi với thủ lĩnh phe địch để giải quyết hết tất cả. Tất nhiên là Askeladd sẽ chấp nhận vì hắn còn phải giữ thể diện với mấy tên đàn em đứng xung quanh. Tên này cũng không quên chơi mấy chiêu trò bẩn thỉu để chiếm lợi thế. Cùng lắm là hắn chỉ có thể chém được một nhát trúng đích còn sau đó thì chỉ biết bất lực hứng chịu cơn thịnh nộ của thần Thor. Có một khoảnh khắc Akalas đã nói rằng hắn muốn Thor làm thủ lĩnh mới của mình. Không ai đứng gần đó có thể tin được là họ nghe được những lời như vậy. Dù đó chỉ là câu nói thật lòng hay là chế giễu thì cũng không còn quan trọng sau này nữa. Ngay khi mọi người đang lơ là thì Bjorn đã ập tới khống chế Thorfinn lại. Đó cũng là lúc mà những câu chuyện về một huyền thoại chấm dứt. Quỷ khổng lồ từng tung hoành một thời nay đã xin đầu hàng để đổi lấy mạng sống cho con trai mình. Có thể người đời cho rằng lý do đó không đáng để Thor phải bỏ mạng nhưng mà chỉ có quỷ khổng lồ mới hiểu. Đây là chiến tích lẫm liệt nhất trong cuộc đời của anh ta. Chẳng phải giết được bao nhiêu tên địch, cũng chẳng phải lãnh đạo vạn quân, mà đơn giản ước mơ của Thor chỉ là nhìn thấy gia đình mình được an toàn là đã đủ. Sau đó cả đoàn người đã được đám đánh thuê thả đi theo đúng thỏa thuận. Chỉ có Thorfinn là ôm mối hận rồi đi theo đám cướp. Cậu quyết trả thù cho cha mình rồi mới chịu trở về quê nhà. Đây cũng là mở đầu cho chuyến hành trình đầy thương đau của cậu nhóc này. Tập 5, trên chặng đường đi cùng đám đánh thuê, Thorfinn đã chịu bao nhiêu là khó nhọc. Ăn cũng không có ăn mà mặc cũng chẳng có mặc. Bên cạnh đó, cậu nhóc này còn phải chứng kiến cảnh tượng các ngôi làng lân cận bị quân của Akalas tàn sát dã man. Bọn chúng cười mỗi khi giết được ai đó hoặc là sau khi đã quét sạch mọi sự sống. Đêm đến, Thorfinn vác một cây kiếm tìm Akalas trả thù. Đứng trước cơ hội ngàn vàng này nhưng mà cậu bé đã không thể xuống tay. Cha cậu từng là một vị anh hùng lẫm liệt nên là Thorfinn muốn đường đường chính chính quay lại báo thù cho cha chứ quyết là không chịu chơi trò đâm lén. Một đứa nhóc mới bao nhiêu đó tuổi mà đi đấu kiếm với lính đánh thuê thì kết quả ra sao chắc ai cũng hiểu rõ. Trận đấu của Thorfinn chỉ như là trò tiêu khiển cho đám ác ôn giải trí lúc tụi nó chán. Đoàn thủy thủ đã gửi tin Thor tử nạn về cho Helga.
Họ biết tất cả đều là lỗi lầm của bản thân nhưng mà lại không có cách nào để bù đắp lại được. Đã vậy còn vô tình lạc mất đứa con trai của anh ấy. Bố già Flav thề rằng ngay nào đó sẽ tìm ra và đưa Thorfinn trở về quê nhà. Ivar đã ép bản thân làm việc thật nặng nhọc để quên đi nỗi đau này. Không ai có thể hiểu rằng một cô gái mạnh mẽ như vậy cũng phải có lúc yếu mềm. Mới ngày nào còn gặp cha mình mà giờ đây đã không thể. Ai trong hoàn cảnh này chắc cũng phải bật khóc. Dù là con của kẻ địch nhưng mà Akalat lại không hề có ý định giết luôn Thorfinn. Hắn biết đứa trẻ đó mang dòng máu của quỷ khổng lồ. Rồi một ngày nào đó mầm non này sẽ lớn lên và trở thành một chiến binh quả cảm như cha của nó. Nhiều lần sau đó Thorfinn lại đến thách đấu với Akalat và kết quả đều là thất bại. Mặc cho những lời chế nhạo xung quanh, đứa trẻ đó vẫn không hề từ bỏ và tiếp tục lớn lên từng ngày. Cho đến mãi tận sau này thì cậu bé khốn khổ vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ của thù hận đang bao vây lấy mình. Tập 6. Từ thời xa xưa, những chiếc thuyền đầu rồng đã là nỗi ám ảnh của bất kỳ vùng đất nào mà nó đặt chân đến. Người Viking đi đến đâu thì cướp bóc và án mạng đều xuất hiện ở đó. Đất nước Anh là một vùng đất trù phú và giàu có nên nơi đây thường bị các nhóm Viking từ khắp nơi nhắm đến. Năm 1002 sau Công Nguyên, nước Anh đã phải lập chiến dịch càn quét người Viking trên toàn bộ lãnh thổ. Để đáp trả, quân đội Đan Mạch cũng phái quân đến đánh chiếm liên tục. Nhiều cuộc chiến không hồi kết cứ thế diễn ra trong thời gian dài. Nó tàn khốc đến mức mà chỉ cần bước vào lãnh thổ của nước Anh là có thể nghe được mùi xác chết thối rữa khắp mọi nơi. Akalat đã tận dụng điều đó để bàn bạc phi vụ làm ăn với phe Đan Mạch. Hắn sẽ chiến đấu ở tiền tuyến thay cho quân đội nếu vua Sweyn chịu thưởng cho một số vàng thích đáng sau khi ông ta chiếm được nước Anh. Thorfinn là đứa trẻ tội nghiệp cũng vô tình vướng phải địa ngục đầy máu tươi này. Cậu bé hiểu rằng mình phải chiến đấu nơi xa trường để cải thiện bản thân và một ngày nào đó báo thù. Khi con dao mà cha mình tặng lần đầu tiên giết người thì Thorfinn mới hiểu rằng danh nghĩa chiến binh vĩ đại nặng nề như thế nào. Thời gian cứ thế trôi qua và cậu bé khi xưa đã không còn đếm được số người đã bị mình sát hại nữa. Chính sự khắc nghiệt nơi trận mạc đã nuôi dạy cậu ấy. Nơi đây chỉ có giết người hoặc bị người ta giết. Một hôm Thorfinn trong lúc làm do thám đã bị thương rất nặng. May là người dân bản địa cứu giúp chứ không thôi là cậu nhóc này đi gặp cha mình rồi. Bà lão ân nhân không chỉ cho cậu chỗ ở mà còn ra sức che giấu thân phận của cậu không cho quân đội Anh biết. Dù cho bà có trao đi bao nhiêu sự yêu thương thì trái tim cậu thiếu niên này cũng không thể lành lại được. Mối thù giết cha là quá lớn để Thorfinn có thể dừng lại và từ bỏ suy nghĩ trả thù. Ít nhất thì cậu ấy đã cảnh báo gia đình bà lão ân nhân nên chạy đi trước khi quân Akalas kéo đến. Khi hỗn loạn trong làng xảy ra thì bà ấy chỉ biết đứng thẫn thờ nhìn đứa trẻ mà mình xem như con ruột đang ra sức tàn sát quân đội. Bà ấy không trách sự vô tâm của Thorfinn mà trách sự tàn nhẫn của chiến tranh đã biến đứa trẻ đó thành thứ gì đó không thể diễn tả được. Trong giây phút ấy, Thorfinn cũng chợt nhớ về tình cảm mà cha mình đã luôn dành cho cậu trong quá khứ. Bà lão vô tội kia nhìn trông rất giống với mẹ của cậu nơi quê nhà. Phải mất bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu chân thành mới có thể cứu vãn được trái tim móc méo của đứa trẻ này đây. Tập 7. Năm 1012 sau Công Nguyên, người dân nước Anh đã phải di cư đi lánh nạn tứ phía vì chiến tranh trong nước cứ ngày khốc liệt hơn trước. Vua Sweyn hạ lệnh cho toàn quân nghỉ đông năm nay. Đến mùa hè năm sau thì cuộc chiến sẽ lại tiếp diễn. Ở nước Pháp đang có trận đọ sức nảy lửa giữa hai thế lực trong vùng. Bên công thành đã ra sức đột phá vào trong, nhưng lực lượng phòng thủ được trang bị nỏ tiễn quá lợi hại nên là quá trình xâm lược đã diễn ra suốt mấy ngày nay mà vẫn chưa có kết quả. Akalat tận dụng thời gian nghỉ ngơi ở chiến trường nước Anh để đến Pháp cướp bóc. Hắn và đám lính có dự định là giúp bên công thành rồi chia kho báu sau khi mọi việc kết thúc. Thorfinn trải qua quá trình khốc liệt thì giờ đây đã trưởng thành và tràn đầy kinh nghiệm xa trường. Một phần cậu ấy chiến đấu cùng đám hải tặc để học hỏi, phần còn lại là chờ đợi thời cơ để trả món nợ giết cha năm xưa với Akalat. Cậu nhóc được phái đi đàm phán với bên công thành, một người đến từ phương Bắc cũng đã đủ làm cho đám lính Pháp này phải e dè. Thời đó người Viking nổi danh dữ lắm, cứ nhắc đến họ là người ta sẽ nghĩ đến chết chóc rồi chiến tranh đủ thứ. Người Pháp gọi những ai đến từ phương Bắc là lũ Norman háo chiến. Phe công thành cũng đang không có cách nào phá vỡ được hàng phòng vệ nỏ thủ của đối phương nên tướng lĩnh có vẻ khá cân nhắc đến lời đề nghị hợp tác từ sứ giả. Sáng hôm sau, chiến dịch công thành lại tiếp tục nổ ra như đã bàn tính. Quân tiếp viện thì chả thấy đâu, mà tự nhiên Thorfinn một mình chạy đi mất tiêu. Tên tướng lĩnh béo ú còn tưởng là mình bị thằng nhóc đó gạt cho một vố quá mạng mà ngờ đâu. Akalat kéo tới cùng với một đoàn quân vác thuyền trên vai, còn Thorfinn thì chạy đến đồ sát phe địch chứ không phải là chạy trốn. Nhờ có sức khỏe phi thường mà đội quân của Akalat trong phút chốc đã tiếp cận được con sông vòng ra phía sau hậu tuyến. Chàng trai trẻ Thorfinn một mình lao vào vòng vây phá giải trận địa nỏ thủ của đối phương một cách áp đảo. Hình ảnh chiến đấu dũng mãnh đã rất giống với khí chất của cha cậu từng tung hoành năm xưa. Phe thủ thành thì quá bất ngờ nên là không thể nào chống đỡ được đợt tấn công liên hồi từ nhiều phía bủa vây. Khi lính của tên béo vào thành thì bên trong đã trở thành binh địa, xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi. Đến kho bạc thì chả thấy kho báu đâu, chỉ thấy vài đồng xu lẻ mà nhóm Viking để lại cho tên béo đi chơi điện tử. Tập 8.
Sau khi đã kiếm được một mớ từ những phi vụ vừa qua thì cuối cùng đám hải tặc này cũng chịu về quê nhà nghỉ đông. Ngôi làng mà Akalas sinh sống rất yên bình chứ không hề máu chiến như đám ác ôn này. Số vàng bạc mà chúng cướp được thường sẽ đổi lấy lương thực và đồ dùng ở chỗ lão già Gorm. Tên này cũng ham tiền dữ lắm. Hắn chả để ý đến việc số vàng đó đến từ đâu, chỉ cần có tiền thì Gorm sẽ bất chấp đánh đổi tất cả. Vì đã lập công trong trận trước nên Akalas thưởng cho Thorfinn một cuộc đọ sức tay đôi. Mọi người trong làng đều thắc mắc, không biết đứa trẻ này là ai mà lại dám cả gan đi thách đấu với hải tặc khét tiếng nhất nơi đây. Trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi cùng với tiếng hò reo của khán giả. Dù sao thì đây cũng là một trận đấu hình thức để Akalas giữ Thorfinn ở lại cùng đội quân của ông ta thôi, chứ hắn thừa biết điểm yếu của thằng thiếu niên này là gì. Chỉ cần nhắc đến cái chết của Thor thì là ý như rằng Thorfinn trở nên mất kiểm soát. Khi một chiến binh đã không còn làm chủ cảm xúc bản thân nữa thì dù có mạnh đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Cứ thế mà Thorfinn đã phải nhận rất nhiều thất bại trong trận đấu tay đôi với kẻ thù truyền kiếp của cậu. Tối hôm đó, một mình Thorfinn ở trên chiếc thuyền kỷ niệm mà lũ cướp đã lấy từ cha cậu, một bóng dáng quen thuộc năm xưa lại hiện về. Biết rằng đây chỉ là tưởng tượng của một chàng trai chìm đắm trong hận thù nhưng mà không hiểu sao hình ảnh đó lại chân thực đến lạ thường. Thor hỏi rằng con trai mình có thỏa mãn trong hành trình báo thù hay không. Rốt cuộc thì sự hy sinh của ông ấy vào năm xưa có ý nghĩa gì thì cậu con trai vẫn chưa thể hiểu được. Thor không thể giúp Thorfinn nhận ra điều đó. Cậu ấy phải tự mình bước tiếp trên quãng đường dài còn lại. Một cô gái nô lệ đã mang thức ăn đến cho Thorfinn giữa trời đông lạnh lẽo. Cậu ấy thì coi thường cô gái kia vì không dám đấu tranh để giành lấy tự do, nhưng mà chẳng phải chính Thorfinn cũng đang làm nô lệ cho sự thù hận đó hay sao? Bất kể ai cũng làm nô lệ cho thứ mà họ ao ước, chỉ là vì cái tôi của mỗi người họ quá cao để có thể nhận ra điều đó. Mùa hè năm 1013 sau công nguyên đã đến, rất nhiều thuyền chiến của nước Đan Mạch đã được tập hợp để chuẩn bị cho đợt tổng tiến công. Hạm đội Viking hùng mạnh cứ đi đến đâu là giành chiến thắng đến đó. Bước tiến của binh đoàn hủy diệt này đã bị chặn lại khi chúng tiến đến cầu London. Tập 9, người đang chấn giữ trận địa này giúp nước Anh là tướng Thorkell Cowkill. Tên này cũng đến từ phương Bắc giống như Viking lính đánh thuê. Quân đội Anh chắc cũng phải tốn nhiều tiền lắm mới kéo được Thorkell về phe họ. Floki nhận lệnh làm sứ giả đến để mua chuộc tên Cowkill kia về phe Đan Mạch, nhưng mà họ đã lầm. Thứ mà Thorkell muốn không phải là tiền bạc mà hắn muốn chiến đấu thỏa thích trên sa trường. Thời điểm này dường như nước Anh đã chắc chắn phần thua nên là hắn muốn chống lại kẻ địch mạnh hơn là phe Đan Mạch. Bất kỳ thuyền chiến nào lại gần cầu London đều bị nhấn chìm bởi những khúc gỗ khổng lồ mà Thorkell ném xuống. Một bên thì đứng từ trên bắn xả cung tên thoải mái, bên Đan Mạch thì đứng dưới chỉ biết bất lực khiến cho cục diện ngày càng bế tắc. Như thường lệ, Thorfinn vẫn bị Akalas lợi dụng đi ám sát tướng phe địch. Mấy tập trước là đánh với Tepriu thì không nói đến, giờ mà đọ sức với gã khổng lồ Thorkell thì lớn chuyện thật sự. Chỉ cú đấm trực diện của hắn thôi cũng như thiên thạch hạ thế. Thorfinn dù đã trưởng thành hơn trước nhưng đây lại là thử thách nằm ngoài giới hạn của cậu. Nhìn cảnh gã khổng lồ ném đối phương qua lại nhẹ như lông hồng thì ai mà chịu cho nổi. Akalas thấy vậy liền rút lui, bỏ mặc sự sống chết của Thorfinn cho kẻ địch quyết định. Sau khi Thorkell biết được chàng trai trẻ này là con của quỷ khổng lồ huyền thoại thì hắn đã thả Thorfinn đi. Dường như họ có quen biết với nhau trước đây, gã khổng lồ tha chết cho cậu nhóc cũng vì tình nghĩa với người chiến hữu năm xưa. Toàn quân Đan Mạch đã tử thương vô số dưới chân cầu London. Họ cũng không thể ăn thua đủ với Thorkell ở cứ điểm này được nữa. Vua Swain quyết định là trừ lại một lực lượng nhỏ ở đây tiếp tục giao chiến. Số quân còn lại sẽ cùng ông ta tiến đánh những mặt trận khác của nước Anh. Hoàng tử Canute cũng sẽ phải ở lại. Ông Ragnar đã ra sức khuyên ngăn vua không thực hiện điều đó vì thật ra Canute không đủ thực lực để đánh bại được Thorkell, nhưng quyết định cuối cùng vẫn không thay đổi. Gã khổng lồ trông thấy quân đội Đan Mạch rút lui đã vô cùng tức giận. Hắn đến đây chủ yếu để chiến đấu thỏa thích mà ngờ đâu mới chơi vài ngày kẻ địch đã tháo chạy. Còn Thorfinn lúc này trở về với hàng ngũ đi tiến đánh các cứ điểm còn lại của nước Anh. Cậu ta cũng không quên món nợ trong trận đại bại với Thorkell. Tập 10. Bên ngoài căn cứ, Thorkell đang ném những viên đá to tổ chẻn đến khiêu khích binh lính Đan Mạch. Vậy mà hoàng tử Canute lại trong lều cầu nguyện mà chẳng hề có động tĩnh nào đáp trả lại. Ragnar dự định là toàn quân sẽ cố thủ vài hôm cho đến khi nhà vua ban lệnh rút quân ra khỏi trận địa ác liệt này. Nhưng thời gian của họ không còn nhiều nữa, sau khi Thorkell nghe được tin chỉ còn hoàng tử Canute ở lại dưới cầu London, thì hắn đã nảy ra ý định đột kích bắt cóc hoàng tử. Ở giữa chiến trường khắc nghiệt, Thorfinn lại tiếp tục mơ thấy những hình ảnh của gia đình mình. Đây cũng là những giây phút yên bình nhất mà chiến binh này có được trên đất khách. Vẫn như bao lần, Thor chỉ mong rằng đứa con trai sẽ từ bỏ việc trả thù và trở về quê nhà, nhưng rồi mọi việc lại tiếp diễn như trước. Khi Thorfinn quay lại thực tại thì người đang bên cạnh cậu ta lại là kẻ thù truyền kiếp. Lạ thay, hai người có mối hận sâu nặng với nhau như thế mà lại có thể cùng trò chuyện. Akalas chấp nhận để Thorfinn bên cạnh dù hắn biết việc đó rất nguy hiểm. Thực chất thì cái chết không thể làm tên cướp này e sợ. Quy luật của thế giới trong mắt Akalas rất đơn giản.
Nếu hắn không nhẫn tâm với kẻ khác thì chính bản thân sẽ bị hại. Điển hình như những trận chiến tranh trong quá khứ, hết bên này rồi lại đến bên khác chiến đấu chỉ để giành phần lãnh thổ. Dù không bị Thorfinn giết hôm nay thì ngày hôm sau cũng có thể sẽ kẻ khác tìm đến báo thù. Điều mà Akelat làm chỉ đơn giản là cố gắng sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn này mà thôi. Hôm sau có một tên lính đưa tin đã đi ngang qua chỗ đám hải tặc đánh thuê đóng quân. Tình hình là toàn quân đang chấn giữ dưới chân cầu London đã bị giết sạch. Hơn 4.000 người mà chỉ trong một trận tập kích đã không còn một ai sống sót. Hoàng tử Canute thì lưu lạc ở nơi đâu cũng không có tung tích. Lính đưa tin có dự định là cấp báo cho nhà vua để quân tiếp viện đến cứu hoàng tử, nhưng mà chắc là có ý định đó không thể thực hiện được nữa. Akelat đã chém đầu người đưa tin. Hắn âm mưu bắt cóc hoàng tử làm con tin. Dù Akelat có giao nộp Canute cho phe Đan Mạch hay là phe Anh thì số tiền thưởng cũng sẽ rất lớn. Tập 11. Hiện giờ toàn quân Thorkell đang hừng hực khí thế sau khi tóm được hoàng tử cùng với Ragnar. Trong hoàn cảnh đó vậy mà Canute lại chẳng thể nói lên lời nào. Mọi người đều nghĩ rằng anh chàng này không hề có tố chất để làm vua tương lai. Trong phim này họ nói là các chiến binh Viking không hề tin vào chúa, hay thậm chí là có thể nói rằng họ rất ghét những ai theo đạo Cơ Đốc giáo. Người Norman chỉ chiến đấu và tin vào những vị thần Argus. Họ liều mình nơi xa trường với hy vọng sau khi tử trận sẽ được thiên thần mang đến thánh địa Valhalla. Tàn dư còn lại của đội quân hộ vệ đã tập hợp lại đi giải cứu hoàng tử. Điều làm họ ngạc nhiên là Thorkell thả con tin chỉ với một điều kiện là hãy lao lên chiến đấu sống chết với hắn. Úi dù ơi, ta nói tên nào mà lao lên tham chiến là bị giết sạch ấy. Gã khổng lồ hai tay hai rìu trẻ người như trẻ củi. Thorkell chỉ cần quơ qua quơ lại là vài xác người đã nằm la liệt phía sau. Cũng may mà gã khổng lồ chỉ mới khởi động thôi mà còn vậy. Hắn mà đánh thiệt thì chắc phải dùng đến xe thiết giáp mới giết được. Còn nhóm cướp biển chỉ đứng quan sát từ xa rồi chờ ngư ông đắc lợi. Akelat dàn xếp vụ cháy lớn xuôi theo chiều gió để lùa toàn quân địch ra xa khỏi quân mình. Sau đó phái Thorfinn xông vào biển lửa cứu con tin. Mặc dù phải đối mặt với tình huống hiểm nghèo nhưng mà trái tim cậu ấy lại không hề khiếp sợ. Thorfinn vẫn một mình vùng vẫy với kẻ địch bao vây xung quanh. Mọi việc đã có thể kết thúc suôn sẻ theo đúng kế hoạch giải cứu nếu như Thorkell không xuất hiện. Tưởng rằng một trận chiến nảy lửa sẽ nổ ra nữa nhưng mà không. Gã khổng lồ chỉ đến kể cho Thorfinn nghe về chiến tích của cha cậu ấy. Năm xưa, Thors là chỉ huy của đội quân Jon Viking. Ngay cả Thorkell cũng không phải là đối thủ của quỷ khổng lồ. Hắn tặng Canute cho Thorfinn làm quà và đây cũng là lần cuối hắn nương tay với cậu ấy. Hoàng tử và Ragnar thì chả hiểu tụi kia đang nói cái gì, nhưng mà nhờ vậy cả đám mới thoát khỏi tay của quân địch. Giây phút mà Canute cởi bỏ mặt nạ làm tôi tưởng là trước giờ tôi dịch nhầm hoàng tử thành công chúa. Nhìn mặt anh chàng này không khác gì một gái cực kỳ xinh đẹp. Tập 12. Trước khi bắt đầu chạy trốn, Akelat đã nhờ người đưa thư cứu viện cho ai đó bên kia sông. Bên phe cướp biển có một gã tên là Lỗ Tai, chuyên do thám đường đi nước bước của quân địch từ khoảng cách xa. Hiện giờ quân của Thorkell đã đến rất gần. Nếu đúng như lời Lỗ Tai nói thì tầm một ngày đường nữa thì gã khổng lồ sẽ đuổi kịp toán quân hải tặc. Ai cũng đề xuất lập đội hình để chuẩn bị giao chiến nhưng Akelat cứ khăng khăng kêu cả đám tiếp tục hành quân đợi tiếp viện đến. Mà nơi này lại trên đất Anh, trước giờ Akelat có quen biết ai ở đây đâu, mà sao hắn nhờ được quân cứu viện? Binh sĩ ngày càng lo sợ về mối hiểm họa đang kéo đến phía sau. Ai cũng muốn hỏi rằng liệu quân tiếp viện có thật sự đến đúng như những gì Akelat nói. Hôm sau, vài người lạ mặt đã chờ sẵn ở ven sông để đón tiếp quân hải tặc. Thorkell còn không hiểu vì sao mà đoàn người hắn đang truy đuổi có thể mượn được thuyền chạy trốn đến vùng đất này. Ở bên kia sông là một đất nước không hề phụ thuộc vào Anh hay Đan Mạch. Nơi đó chủ yếu toàn đất đá và khan hiếm tài nguyên thiên nhiên. Dù mang chung một cái tên là xứ Wales, nhưng mà bên trong lại tập hợp nhiều vương quốc nhỏ sống tịch biệt suốt hàng trăm năm qua. Lời cầu cứu của Akelat đã được một trong các vương quốc nhỏ đó đáp lại. Cũng không phải đơn giản mà họ chịu giúp đỡ hoàng tử nước Đan Mạch, xứ Wales muốn nhân cơ hội này để đàm phán về một hiệp định bất khả xâm phạm. Vì họ đã cứu hoàng tử nên là sau này nước Đan Mạch sẽ không được xâm phạm vào lãnh thổ của xứ Wales. Canute nghe đến quyền lợi của vương quốc mà trong mặt cậu ấy cứ ngơ ra. Tất cả mọi quyết định của hoàng tử mà lại phải thông qua Ragnar là thế nào không hiểu. Xem cảnh này thì chắc ai cũng đoán rằng cậu ta không thể nào lãnh đạo đất nước được nữa, nhưng mọi người sẽ bất ngờ khi xem mấy tập sau đấy. Người dân xứ Wales luôn chờ đợi vị anh hùng trong truyền thuyết. Lời tiên tri nói rằng một ngày nào đó, Artorias sẽ quay trở lại vùng đất thánh này và giúp người dân xây dựng đế chế huy hoàng như xưa. Khi đoàn quân hành quân qua vùng núi cao đã bị một vương quốc nhỏ ở xứ Wales chặn lại. Trước mặt là rất nhiều cung thủ đã sẵn sàng trạng thái chiến đấu. Phía sau là đoàn quân của Thorkell đang ngày một áp sát đến gần. Kết cục cuối cùng của nhóm hải tặc này sẽ đi vào đâu? Mời các bạn chờ đợi Alan trong video tiếp theo nha. Tập 13. Năm 1013 trước công nguyên, quân đội do nhà vua Sweyn đích thân dẫn đầu đã đánh chiếm hầu hết phần còn lại trong lãnh thổ người Anh. Quân Đan Mạch đang giành thắng lợi trên tất cả các mặt trận. Riêng chỉ có tung tích của hoàng tử Canute thì nhà vua vẫn chưa xác định được.
quay lại nơi mà toán quân của Akala đang hành quân. Một đất nước nhỏ ở xứ Wales đã tập kích họ ngay lúc này. Kẻ địch có ý định bắt giữ Canute làm con tin để đe dọa nhà vua ký hiệp ước hòa bình với xứ Wales. Cung thủ đã được kẻ địch dàn trải khắp cả mọi nơi. Lúc này dường như đã chắc chắn rằng quân của Akala mà có mọc cánh cũng khó có thể toàn mạng thoát ra khỏi được trận địa này. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, nhưng mà thần thái của bậc quân vương tương lai là Canute vẫn chưa được bộc lộ. Anh ta chỉ biết núp sau Ragnar và phó thác mạng sống của mình cho những binh sĩ đang có mặt xung quanh. Cũng khó để trách vị thiếu niên trẻ này, từ bé hoàng tử Canute đã sống trong cung điện đẫm máu. Nơi đó kẻ thù lại chính là những người thân nham hiểm lăm le ngôi vị hoàng đế. Canute đã phải cúi đầu trước mọi người để bản thân anh ta không bị sát hại như những hoàng tử khác. Akelat đành phải đích thân đi đàm phán với tướng lĩnh phe địch để ngăn cuộc chiến sắp diễn ra. Cuộc nói chuyện này chỉ có 3 người tham gia, tất cả đều là con cháu của xứ Wales. Điểm chung của họ là muốn bảo vệ hòa bình cho quê nhà. Có một bí mật mà Akelat không hề tiết lộ cho đội quân của hắn biết. Tên già dơ này mang dòng máu vĩ đại của tổ tiên người dân xứ Wales. Tướng lĩnh phe địch cũng không thể tin được những gì mà anh ta nghe được. Lời răng đã kể rằng một ngày nào đó anh hùng vĩ đại Artorius sẽ trở về xứ Wales và đem hòa bình đến. Akelat chính là hậu vệ của chiến binh vĩ đại đó. Việc mà hắn làm cốt yếu cũng đều vì lợi ích của quê nhà. Akelat có kế hoạch mượn danh giải cứu hoàng tử để đầu nhà vua ban thưởng một chức tước trong vương triều. Khi đã có vị trí trong giới chính trị thì tên già dơ sẽ có thể âm thầm chi phối để quân đội Đan Mạch không đụng vào lãnh thổ xứ Wales. Như đó đã đủ lý do thuyết phục tướng lĩnh phe địch chịu để toán quân của Akelat ra đi. Binh sĩ không hề biết gì về bí mật trong cuộc đàm phán này, ai cũng thắc mắc nhưng không ai dám đến hỏi. Sau đó, đoàn người này tiếp tục đi xuyên qua khu vực phía bắc bằng đường bộ để hội ngộ với lực lượng chính của nhà vua. Kế hoạch thì vậy nhưng mà rủi ro lớn nhất đang đợi họ phía trước chính là bão tuyết. Nếu không may bị quân địch mai phục trong khu vực này thì chỉ có bỏ mạng chứ không thể chống cự nổi. Tập 14. Cha xứ trong đoàn người đã đi rất nhiều nơi để tìm thứ mà ông ta gọi là tình yêu thương. Mặc dù đã rong ruổi trong khoảng thời gian rất lâu nhưng mà ông ấy không thể nào tìm được thứ mình cần trong thế giới tàn nhẫn đầy chiến tranh loạn lạc. Cho đến khi vị cha xứ được những tên cướp biển kể về câu chuyện cuộc chiến giữa họ với Thor nhiều năm trước. Người chiến binh vĩ đại đã đánh bại hàng loạt quân thù nhưng chỉ dùng tay không và chẳng giết bất kỳ ai. Cho dù ông ấy có vô cùng kích thích trước câu chuyện này thì nó cũng đã kết thúc quá lâu trong quá khứ. Cha xứ tiếc rằng mình không thể trông thấy tận mắt vị anh hùng đó một lần trước khi chết. Ông tự hỏi rằng có được mấy người chiến binh ở ngoài kia hiểu được tình yêu thương là gì như Thor. Một gia đình đang ăn tối giữa bão tuyết lạnh lẽo, họ có thói quen là cầu nguyện Chúa vì đã ban cho họ bữa ăn này. Người dân trong làng luôn tin tưởng rằng lời răn của Chúa, kẻ xấu làm việc hại người trước sau gì cũng sẽ phải chịu trừng phạt. Không ai trên đời này không có phần tối trong bản thân. Con gái của ngôi nhà đó đã ăn trộm một chiếc nhẫn vì cô ấy thấy nó quá đẹp, nhưng hoàn cảnh lại không đủ điều kiện để mua. Cô phải dằn lòng lắm mới đưa ra quyết định là ngày mai sẽ đem trả lại chiếc nhẫn. Nhưng đã quá trễ, có phải đây là sự trừng phạt của Chúa chăng? Đoàn người Viking đã tìm đến ngôi làng đó trong đêm. Tất cả người dân đều bị bắt lại và đem ra hành hình, kể cả trẻ nhỏ và phụ nữ. Lương thực cùng của cải vật chất thì không nói đến, nhưng cả một ngôi làng đều đã bị sát hại chỉ trong chớp mắt. Cô gái ăn cắp nhẫn là người duy nhất còn sống sót. Nhìn thì có vẻ là may mắn nhưng thực chất lại là cực hình tàn khốc nhất đối với bất kỳ ai. Cô ta đã phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng người thân trong gia đình bị thảm sát. Linh hồn đáng thương đó thầm nghĩ liệu Chúa có trông thấy tình cảnh này hay phải chăng đó là hình phạt của người. Còn những tên Viking đáng sợ kia thì sao? Không biết Ngài có trừng trị chúng vì những hành động tàn bạo đó hay không? Người dân trong làng đã hết lòng tin tưởng vào Chúa, nhưng cớ sao họ phải nhận kết cục bi thảm? Tập 15. Floki đã báo tin cho nhà vua về cuộc chiến giải cứu Canute diễn ra vài hôm trước. Hắn nghĩ rằng hoàng tử đã được giải thoát và hiện giờ đang lưu lạc ở nơi nào đó trên đất Anh. Vua Sewell nghe xong lại không hề có động thái gửi quân tiếp viện đến ứng cứu. Có vẻ như người cha này cũng không muốn cứu đứa con trai bất tài kia quay trở lại. Cô gái ăn cắp nhẫn đã lưu lạc đến nơi mà Thorkell đang đóng quân. Nhờ tin tức của cô ấy mà gã khổng lồ đã biết được đoàn người của Akelat đang ở vị trí nào. Hắn đã chuẩn bị lương thực để tiếp tục truy đuổi con mồi vào sáng hôm sau. Lỗ tai cũng đã nhận ra có người lần theo sau nên là người Viking phải chuẩn bị tháo chạy sớm hơn dự kiến. Điều này càng làm cho các binh sĩ trở nên e sợ. Từ trước đến giờ họ chưa từng thấy Akelat phải trốn chui trốn lủi như vậy. Rất có thể đây là điềm báo cho thời đại của Akelat đã dần lụi tàn. Nguy hiểm như thế nhưng mà Canute vẫn dùng bữa vui vẻ với Krana và Thorfinn. Nhìn tên này nữ tính vậy là cũng đủ hiểu ảnh nấu ăn ngon cỡ nào rồi. Bọn họ còn hẹn rằng sẽ là một bữa tiệc linh đình sau khi trở về hoàng cung, nhưng đó cũng là lần cuối cùng mà Canute có thể nhìn thấy Krana. Quân lính đột nhiên đến cấp báo có mai phục ở mặt trận ven rừng. Họ yêu cầu Krana đến giúp sức. Mà lạ là Thorfinn cũng ở đó mà không kêu đi, chỉ kêu riêng mỗi tên mập kia đi thì đánh đấm kiểu gì.
Tất cả chỉ là vở kịch mà Archelaus dàn xếp để hạ sát người kề cận bên hoàng tử. Hắn có thể lấy lý do giao chiến với quân đội Anh để hợp pháp cái chết của Cranach. Mặt khác, cũng có thể khiến cho Canute trở nên có mối thù sâu nặng với người Anh hơn. Trước khi chết, vị trung thần này đành phải giao phó lại toàn bộ bí mật trong vương triều cho Archelaus biết. Hiện tại có hai thế lực đang âm thầm xung đột nội bộ để tranh giành ngai vàng Đan Mạch. Một là phe hoàng tử Canute, phe còn lại là của anh trai Harald. Giữa một kẻ yếu hèn và một kẻ có bản lĩnh thì dư sức để hiểu nhà vua sẽ chọn ai rồi. Bệ hạ đã tính trước sẽ mượn tay giặc anh để giết Canute. Chính vì thế, ông ta mới không phái quân tiếp viện đến ứng cứu cho con trai. Ragnar hy vọng Archelaus có thể thay ông giúp cho Canute thoát khỏi âm mưu thâm độc này. Tập 16. Xác của Ragnar được đưa về với lý do cho cái chết đó là tử trận trong cuộc chiến. Hoàng tử lúc này đang rất hụt hẫng vì sự ra đi của người mà cậu ấy quan tâm nhất. Canute đã không còn đủ lý trí để nhận ra tất cả vụ việc này đều do một tay Archelaus dàn dựng lên. Tên già dơ cố tình giết Ragnar là bởi vì sự nuông chiều của nhân vật này đã làm cho Canute trở nên nhút nhát. Hắn muốn đẩy hoàng tử vào tình thế không còn ai dựa dẫm được để Canute bộc lộ bản chất đế vương ở bản thân. Trước giờ Archelaus chỉ để tâm đến tiền bạc mà hắn cướp được. Đây là lần đầu tiên tên già dơ bỏ nhiều công sức vào phi vụ không có liên quan đến bản thân là mấy. Tuy là một kẻ đầy toan tính nhưng mà từ giây phút hắn nhìn thấy Canute thì Archelaus đã nghĩ rằng đây chính là bậc quân vương hắn tìm bấy lâu nay. Trong lúc đoàn quân Viking đang tra khảo một người dân bản địa thì lỗ tai đã chạy đến cấp báo về việc có một toán lính đang di chuyển đến hướng họ. Dựa theo những gì mà Archelaus thu thập được từ người dân đang bị tra khảo thì toán quân đang tiến đến rất gần, có thể là Thorkell. Vừa nghe đến cái tên của gã khổng lồ thì một vài binh sĩ đã trở nên hoảng loạn, một số khác còn có dự định là bỏ chạy. Những sự việc diễn ra gần đây càng lúc càng khiến cho họ mất lòng tin vào sự chỉ huy của tên già dơ. Đoàn quân Viking hoàn toàn có thể giao nộp hoàng tử rồi đàm phán mà không hiểu sao Archelaus cứ một mực muốn giải thoát cho Canute làm đồng đội liên tiếp tử nạn. Lúc này Archelaus không giải thích gì thêm về hành động của mình, hắn chỉ chấp nhận cho những ai đã mất ý chí chiến đấu rút lui và giữ lại những thành viên trung thành bên cạnh. Nhìn thì có vẻ thánh thiện nhưng thật ra những ai rút lui rồi đến đầu quân cho Thorkell đều phải chết. Tên già dơ biết thừa tính khí của Thorkell rất ghét bọn nhát gan này nên là hắn đã lợi dụng sinh mạng của những binh sĩ bỏ trốn để làm chậm bước tiến quân địch. Cách làm này cũng chỉ tạm làm tình hình khả quan hơn được một chút chứ không thể vực dậy tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Archelaus cũng đã sớm nhận ra điều đó, hắn dặn trước cho Vizor và Thorfinn nên chuẩn bị phòng mờ lúc những binh sĩ còn lại quay mũi giáo về phía họ. Khi đoàn quân Viking vừa phá hủy cây cầu họ vừa đi qua thì từ xa phía sau xuất hiện nhiều ánh sáng lập lòe chói cả vùng trời. Thứ ánh sáng đáng sợ đến từ gươm và giáo của quân tù. Trông thấy cảnh tượng hải hùng trước mắt đã làm giọt nước tràn ly. Các binh sĩ không còn đủ kiên nhẫn nghe theo sự chỉ huy của phe chắc chắn thua cuộc nữa. Bọn họ bắt Archelaus phải giao nộp ra hoàng tử để đàm phán với Thorkell. Và một cuộc chiến trong nội bộ người Viking đã sắp sửa nổ ra. Tập 17. Mới ngày nào còn gọi nhau là chiến hữu mà giờ trông thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt thì ai có thể tin được nữa chứ. Thorfinn cùng Vizor mang theo hoàng tử chạy trốn về một hướng, còn Archelaus ở lại một mình tự chiến với những kẻ bạo loạn. Khi cỗ xe ngựa bị vài tên chặn lại thì chỉ còn Vizor ở lại bên cạnh hoàng tử. Còn Thorfinn thì chạy đi đâu mất tiêu. Mục đích sống của cậu là báo thù cho cha nên là Thorfinn không chấp nhận việc Archelaus bị giết trong tay bất kỳ ai khác ngoài cậu nên là Thorfinn quay về cứu tên già dơ. Quay lại nơi chiến trường một chọi 100, nếu là trận đấu cận chiến bình thường thì tên già dơ đã có thể làm chủ tình hình nhưng mà thế giới này vốn tàn nhẫn hơn thế nhiều. Đám bạo loạn thấy chơi sắp lá cà không lại liền quay sang chơi nỏ thủ khiến cho tên già dơ cũng phải bó tay chịu chết. Từ trước khi bắt đầu giải cứu hoàng tử thì Archelaus đã chọn Canute làm người mà hắn muốn theo phò tá. Tên già dơ đã không còn nhiều thời gian để chờ đợi vị anh hùng Arthurus trong truyền thuyết được nữa. Hắn hy vọng rằng mình có thể bên cạnh hoàng tử Đan Mạch và âm thầm bảo vệ quê nhà xứ Wales. Sau đó, đám bạo loạn đã giao nộp Archelaus cho Thorkell với hy vọng là có thể được đầu quân vào làm lính dưới trướng gà khổng lồ. Viễn cảnh cũ lại tiếp diễn, Thorkell ra lệnh giết hết đám bạo loạn chỉ trừ Archelaus. Trận chiến khi đó chỉ như một buổi hành hình tập thể. Những binh sĩ đã mất đi ý chí chiến đấu hoàn toàn không có cơ hội để thoát khỏi đây. Đánh cũng chết mà đầu hàng cũng chết, đó là nỗi sợ trong bất lực mà bản thân mình cũng không thể diễn tả. Thorin vì quá sợ hãi nên đã chết đứng như chờ chồng. Chỉ có Thorfinn là vẫn hừng hực khí thế xông thẳng vào chiến trường. Archelaus còn tự nói rằng, bố thằng điên này đã ráng cầm cự cho nó chạy trốn mà giờ tự nhiên lao đầu đến đây cho chết chùm cả đám hay gì đấy. Điều này lại càng khiến cho gã khổng lồ thêm phấn khích. Hắn giao kèo trận đấu tay đôi với gã tí hon. Nếu Thorfinn thắng thì Archelaus sẽ được trả về cho cậu ấy theo đúng ý muốn. Còn nếu thua thì chuẩn bị xuống dưới gặp bố Thors luôn đi là vừa. Tập 18.
Trận chiến mở màn rất kịch tính, dù cho chiếc rìu trong tay Thorkell rất uy lực nhưng mà gã tí hon với sự nhanh nhẹn vẫn đang tránh né hiệu quả các đòn tấn công vũ bạo của đối phương. Ama, con hoàng tử sống chết ra sao ta? Hiện giờ, ngài ấy đã chìm vào hôn mê và nhìn thấy hình ảnh Ragnar. Dù cho hai người này không hề có quan hệ máu mủ với nhau nhưng mà kể từ khi còn bé, Canute đã xem Ragnar như cha của mình. Vị trung thần đó đã nuôi dạy hoàng tử như bao đứa trẻ bình thường khác, đó chính là sai lầm của Ragnar. Ông ấy quên rằng tương lai của đứa trẻ này sẽ làm chủ cả một đất nước, thứ mà Canute cần là sự tàn nhẫn với mọi thứ xung quanh. Làm sao mà một con người hiền lành nhút nhát như cậu ấy có thể tồn tại trong thế giới đầy dối trá như này được? Có những thứ phải mất đi rồi thì con người ta mới nhận ra được tầm quan trọng của nó. Sự ra đi của Ragnar chính là bước ngoặt quan trọng giúp thức tỉnh Canute. Khi tỉnh lại, hoàng tử đã nhìn thấy cảnh tượng Uizor đang điên cuồng chiến đấu với cả đám Viking xung quanh. Lý do mà bọn điên này chiến đấu chỉ là để đoạt lấy Canute. Câu hỏi này nảy ra trong đầu hoàng tử lúc này là chúa có ban phát tình yêu thương bình đẳng cho những ai tin vào ngài hay không? Nếu Canute sinh ra không phải là hoàng tử thì liệu Ragnar có dành nhiều tình yêu thương cho cậu? Hoặc nếu cậu chỉ là người bình thường thì đám binh sĩ kia có đánh đấm nhau chỉ để giành lấy cậu? Con người cũng đâu thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Vậy rốt cuộc câu trả lời cuối cùng là gì? Phải chăng tất cả chỉ gói gọn trong bốn chữ phân biệt đối xử? Ở bên này, cuộc chiến của Thorfinn và gã khổng lồ vẫn chưa kết thúc. Cậu ấy đã chém trúng nhiều điểm yếu trên người Thorkell nhưng mà hắn ta chẳng hề hấn gì. Khối cơ bắp dị thường kia quả thật là rất đồ sộ để có thể hạ gục bởi vài vết thương nhỏ. Gã khổng lồ lại chợt nhớ về Thors nông của năm xưa. Thorkell đã chinh chiến suốt cả đời nhưng mà hắn vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của người chiến binh vĩ đại là gì. Một điều ước nhỏ nhoi xuất hiện trong tâm trí của hắn là ước gì hắn hiểu được lý do Thors đã từ bỏ danh vọng để tìm đến bình yên. Lúc này đây, suy nghĩ của Canute đã được khai sáng sau khi trò chuyện với vị cha xứ. Ngài cho rằng Chúa đã ban tặng một thế giới hoàn mỹ cho con người. Còn về việc tranh đấu lẫn nhau để giành những thứ ấy đều do con người tự lựa chọn. Đừng trách thế giới quá tàn nhẫn, hãy trách bản thân con người quá tham lam và độc ác nên mới tạo ra thế giới móc méo như ngày hôm nay. Vizor đã dọn hết đám bạo loạn xung quanh nhưng vẫn đang chìm trong trạng thái mất kiểm soát tiến lại gần hoàng tử. Trái ngược với hình ảnh chàng trai nhút nhát hôm nào, giờ đây Canute đã có đủ can đảm để đối mặt với thử thách phía trước. Nếu Chúa đã không ban cho con người tình yêu thương thì Canute muốn tự tay mình xây dựng lên một đế chế mà cậu có thể ban tình yêu thương cho kẻ khác. Và kể từ giây phút đó, một vị chân mệnh thiên tử thật sự đã ra đời. Tầm 19, Thorfinn lúc bấy giờ đã gần như bại trận vì một tay của cậu đã bị gãy. Gã khổng lồ không hề ngần ngại để cho Akalad đến chữa trị cho cậu nhóc. Trong khi giải lao, hắn tranh thủ kể cho Thorfinn nghe về câu chuyện của huyền thoại Thors năm xưa từng làm thống lĩnh đội quân Jomvikings. Tộc trưởng năm đó vì rất thích tài năng của anh ta nên đã đem gả con gái Hauga cho Thor. Còn Thorkell chính là anh trai của cô dâu đó. Nói tóm lại thì gã khổng lồ là chú của Thorfinn. John Viking đã thua trong trận thủy chiến với người Na Uy và kèm theo đó là sự ra đi của Thor. Tất cả đều nghĩ rằng anh ấy đã chết cho đến khi Thor trở về mang vợ con trốn ra khỏi địa ngục đó và bị Thorkell bắt phát hiện. Lúc đầu gã khổng lồ cũng không thể tin được khi nghe Thor nói là sẽ từ bỏ chiến trường và tìm đến nơi hẻo lánh sinh sống. Đó cũng là lần đầu tiên mà Thorkell đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của Thor. Các chiến binh, dù cho có chiến thắng nhiều trận như thế nào hay là đạt nhiều danh vọng như thế nào thì cuối cùng thì họ vẫn không hiểu được ý nghĩa của người chiến binh chân chính. Đã 15 năm trôi qua và Thorkell vẫn rầy rứt về câu hỏi đó. Quay vào thực tại, lúc này mà muốn đọ sức tay đôi và giành chiến thắng trước đối thủ to khỏe kia là điều không thể. Akhalad đã dặn Thorfinn chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra đòn quyết định. Đó cũng là cách duy nhất để đảo ngược tình thế trong cục diện hiểm nghèo lúc bấy giờ. Năm xưa lúc Akhalad sát cánh cùng Thorkell đã vô tình thấy gã khổng lồ gục ngã một lần duy nhất trong đời. Trên mặt của tên đồ tể này có một huyệt đạo chí mạng mà ít ai biết đến. Nhờ có quân sư chỉ bảo mà Thorfinn đã có thể tạo nên điều kỳ tích. Nếu binh sĩ xung quanh không lao lên giải cứu thì có lẽ cái tên Thorkell cũng chỉ còn là một huyền thoại. Bất ngờ hơn nữa là Canute tự mình xuất hiện giữa vòng vây để ngăn cuộc chiến lại. Ai cũng bất ngờ vì trước mắt họ như một người hoàn toàn khác. Cô ấy biết rõ ý định của Thorkell là gì. Dù cho gã khổng lồ có bắt được hoàng tử thì nhà vua cũng sẽ không đối hoài đến vì trước đó ông ta đã tính giết Canute để nhường ngôi lại cho Harad. Quan trọng hơn là giọng nói của hoàng tử Canute lúc này vô cùng kiên định và không hề sợ hở bất kỳ nỗi sợ nào. Cậu ấy còn có dự định là trở về gặp nhà vua để tranh giành ngôi vương với anh trai. Thorkell đã từng nhìn thấy ánh mắt này khi gặp lại Thor trong quá khứ. Trên thế giới chỉ có duy nhất hai người có thể khiến hắn ta cảm thấy tin tưởng. Một là Thor. Hai là người đang đứng trước mặt hắn ta trong giờ phút này. Thorkell quyết định đầu quân cho Canute và hắn muốn xem thử tương lai của con người bản lĩnh này sẽ đi về đâu. Còn Akalad thì vui hết chỗ nói. Hắn mừng vì vị chân mệnh thiên tử hắn tìm suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tập 20, Floki cũng không thể tin vào những gì hắn trông thấy.
Canuta đã có thể trở về căn cứ quân Đan Mạch mà còn quy phục được gã đồ tể Thorkell về dưới trướng. Akalat tính trước rằng hiện giờ đang là thời cơ rất tốt để xoán ngôi vì anh trai Harad đang ở rất xa nơi đây. Chỉ cần nhà vua băng hà ngay lúc này thì chắc chắn rằng người nắm giữ vương miện sẽ là Canuta. Trước đây hoàng tử chưa từng nghĩ đến việc là sẽ ám sát cha ruột của mình, nhưng chính những áp lực trong chuyến đi vừa rồi đã khiến cho chàng trai ấy thay đổi. Canuta đã sẵn sàng làm việc xấu để đoạt lấy thứ mà cậu cần, kể cả việc sát hại nhà vua. Thay vì tin vào chúa, thì chàng hoàng tử đó đã chọn cách là tin vào chính bản thân của mình. Khi đến diện kiến nhà vua, thử thách đầu tiên về sự can đảm đã được đặt ra. Xung quanh nơi đó gần như đã bị các nỏ thủ phục kích sẵn. Chỉ cần nhóm người của Canuta có ý định gây hấn thì nhà vua sẽ hạ lệnh thủ tiêu họ ngay lập tức. Akalat đủ ranh ma để nhận ra mưu đồ của nhà vua. Hắn ta chỉ đề xuất với hoàng tử rằng nên giữ thái độ bình thường để đối phương không phát hiện ra suy nghĩ của mình. Khi trông thấy ánh mắt kiên định của Canuta, nhà vua đã vô cùng ngạc nhiên. Hình ảnh này rất giống với thời cha trẻ của ông ấy. Năm xưa, Sauron cũng phải vượt qua những tranh đấu trong triều để ngồi lên ngôi vị cao nhất. Ông ta đã phải sát hại cả cha mình để chiếm lấy vương miện. Cho đến tận bây giờ, vua Sauron vẫn chỉ tin vào quyền lực của chiếc vương miện mà ông ta đang đội. Bất kỳ ai có ảnh hưởng xấu đến vương triều này đều sẽ bị Sauron loại bỏ, dù cho đó là con trai ruột của mình. Nhà vua đã ban cho Canuta một phần lãnh thổ nhỏ bé nằm cách xa ngoài biên giới để hạn chế tầm ảnh hưởng. Mặc dù cho hoàng tử muốn từ chối cũng không được vì binh lính xung quanh đã chờ sẵn nếu cậu ấy có ý định phản kháng. Akalat cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch phòng hờ cho tình huống này. Bởi vì hoàng tử là người để giúp Đan Mạch quy phục tên đồ tể Thorkell nên là chắc chắn rằng tầm ảnh hưởng của cậu ấy trong lòng binh sĩ sẽ rất quan trọng. Nếu nhà vua đẩy Canuta ra ngoài biên giới thì khác nào làm binh sĩ hoang mang nên buộc lòng ông ta phải bỏ ý định ban nãy. Đây là cuộc đấu trí vô cùng căng thẳng giữa nhà vua và Akalat. Cả hai đều biết rằng đối phương rất nham hiểm và bên nào mất bình tĩnh trước sẽ là bên thua cuộc. Nhờ có tài thao lược của Akalat mà hoàng tử đã không bị đẩy đi phương xa. Tất cả chỉ là mở đầu cho hành trình xoán ngôi vương. Tên già dơ nhận định rằng ý định ám sát nhà vua không dễ dàng như hắn nghĩ. Chỉ cần đi sai một bước thì cả cơ nghiệp sẽ tan thành mây khói. Tất cả những người chiến hữu của Akalat hầu như đã bỏ mạng. Những người còn lại cũng xin được xuất ngũ về làng làm nông. Đội quân Viking ngang tàn năm nào nay chỉ còn là quá khứ. Có thể đó là cái giá họ phải trả sau khi đã giết hại vô số binh lính vô tội. Hoặc cũng có thể đây là sự trừng phạt của chúa cho những kẻ gian ác. Tập 21. Bố già Play vẫn ấp ủ hy vọng là đưa Thorfinn về quê nhà trong suốt 15 năm qua. Hiện giờ ông ấy đang là lái buôn giao dịch nô lệ cho các thành phố lớn. Hôm nay tình cờ nơi mà hoàng tử Canuta đang đến cũng có sự góp mặt của Play. Ngày mai sẽ diễn ra hội nghị hoàng gia nên hầu hết các chức tước quan trọng đều được mời đến đây. Canuta đang lo lắng rằng nhà vua sẽ cố tình chia cắt phần lãnh thổ của anh ấy và Thorkell cách xa nhau. Làm như vậy có thể cô lập được lực lượng quân sự mà Canuta đang nắm giữ. Còn nếu hoàng tử từ chối phần lãnh thổ thì sẽ bị xem như là tạo phản. Akalat cũng đã tính trước trường hợp đó nên hắn đã dàn dựng thêm một vở kịch để thao túng lòng tin của người dân. Khi đoàn thuyền của cung điện đang đi vào trong thành thì có một tên sát thủ đã ra tay giết hoàng tử. Kẻ đó đã bị Thorfinn xử lý ngay sau đó. Tình cờ hơn là chỗ mà cậu ấy giết tên sát thủ là ngay trước mặt bố già Flay. Ông ấy không thể ngờ rằng đứa trẻ năm nào mà ông quen biết giờ đây như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Dù gặp lại người quen cũ nhưng Thorfinn không hề hỏi han về những chuyện đang xảy ra ở quê nhà. Cậu ấy còn chẳng hỏi han về sức khỏe của mẹ hay chị gái. Thứ mà Thorfinn quan tâm lúc này chính là việc trả thù giết cha. Cậu ấy quyết giết cho bằng được kẻ địch rồi mới chịu trở về. Còn về việc hoàng tử bị ám sát chỉ là vở kịch của Akalat dàn dựng lên. Thực chất người bị giết là hình nhân thể mạng cho Canuta. Sau vụ việc đó, người dân bắt đầu bàn tán về việc tranh ngôi vua của hai hoàng tử. Nếu lúc này vua Suwen tách quân đội của Canuta ra thì chỉ khiến cho lòng dân càng nghi ngờ về sự tranh giành quyền lực trong nước. Một lần nữa, Akalat đã cao tay hơn trong trò chơi chính trị với nhà vua. Còn một việc nữa mà hắn lo ngại về tên em trai của Ragnar. Bên ngoài thì thấy tên này đang phục vụ cho Canuta nhưng bên trong thì hắn lại là gián điệp bí mật theo dõi hoàng tử rồi báo tin về cho nhà vua. Hôm sau, Rizor đã đến thách đấu với Akalat. Anh chàng cơ bắp này dường như đã sắp chết vì những vết thương trong trận chiến cũ. Cuộc so tài với Akalat chỉ là hình thức để anh ấy được chết trên chiến trường. Đến khi chết, Bijor vẫn không hề hối hận khi đi theo thủ lĩnh. Tập 22. Vừa chiến với người đồng đội cũ xong thì Akalat còn phải giao đấu với Thorfinn. Tên già dơ này vẫn không hề ngán ngẩm gì, hắn còn ném luôn thanh kiếm trong tay để trận đấu thêm phần thú vị. Vì đã đồng hành với nhau quá lâu nên Akalat đã nắm rõ hết các phương thức ra đòn của cậu nhóc. Kết quả trăm trận vẫn như một, người bại trận luôn luôn là Thorfinn. Thứ mà chàng thiếu niên này còn thiếu là sự bình tĩnh của một người chiến binh. Tuy Thorfinn rất mạnh nhưng mà cậu ấy luôn chiến đấu trong cơn thù hận. Thứ đang điều khiển cơ thể mệt mỏi kia là hận thù chứ không phải là lý trí. Người đầu tiên mà Akalat giết chính là cha của hắn.
Câu chuyện kể về thân thế của tên Dại Dơ khi còn trẻ. Do mẹ hắn mang thân phận nô lệ nên là không được xã hội chấp nhận. Còn cha hắn là một chiến binh vĩ đại trong làng nên ông ta không hề để ý đến những đứa con rơi con rớt của mình. Akhilat và mẹ đã phải sống trong nghèo đói suốt khoảng thời gian dài mà không được ai giúp đỡ. Người phụ nữ khốn khổ ấy cứ nhắc đến huyền thoại Arthurus và mong rằng một ngày nào đó người này sẽ trở về giải thoát mình khỏi kiếp nô lệ. Chỉ có Akhilat là hiểu rõ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Giả sử truyền thuyết đó có thật thì vị anh hùng đó chắc cũng sẽ không muốn trở về cái nơi nghèo kiết xác này. Trong một lần người phụ nữ này cản đường cha Akhilat đã xém nữa bị ông ta giết chết. Một cuộc đọ kiếm đã diễn ra, thứ gì đó đã điều khiển cơ thể bé nhỏ kia thì Akhilat cũng không thể hiểu được. Từ trước đến giờ hắn chưa từng dùng kiếm nhưng đến khi chiến đấu với cha ruột của mình thì lại đánh nhau như một chiến binh đầy kinh nghiệm. Dù đã bị đánh bại nhưng mà đổi lại thì con nhóc năm đó đã được nhận nuôi. Akhilat đóng vai một người con ngoan hiền cho đến khi hắn đủ lòng đủ cánh để trả thù kẻ đã khiến mẹ mình phải chịu khổ. Hắn kể câu chuyện này vì thấy Thorfinn rất giống mình năm xưa. Ở thế giới đầy rẫy những sinh linh muốn báo thù, muốn rửa hận chứ không riêng gì Thorfinn. Nên là hắn muốn khuyên cậu rằng đừng tự lấy mối thù ra làm đặc quyền cho bản thân. Nếu Thorfinn cứ mãi chìm đắm trong nó thì sớm muộn gì cũng bị thù hận lợi dụng. Việc cậu chiến đấu ròng rã suốt bấy lâu nay đúng là đã uổng công người cha đã hy sinh năm xưa. Tập 23. Hội nghị hoàng gia đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều chư hầu hùng mạnh trên khắp đất nước. Mọi người đều đang nghi ngờ về tin đồn hoàng tử Canute và Harad đang tranh giành ngai vàng. Các chư hầu đang đợi phản ứng của nhà vua sẽ như thế nào, liệu ông ấy có phải là người đã ra lệnh ám sát hoàng tử Canute. Để ngăn chặn tin đồn, nhà vua đã phải trao cho hoàng tử Canute vùng đất trù phú nhất cùng với quân lực của Thorkell. Akhilat nghĩ rằng mọi việc đều như hắn tính toán nhưng mà nhà vua không phải là kẻ dễ dàng thao túng như vậy. Tên Dại Dơ đã vô cùng bất ngờ khi nghe tin vùng đất tiếp theo mà Đan Mạch đánh chiếm sẽ là xứ Wales. Thorfinn lúc này đã bị đày vào trại giam, người duy nhất bên cạnh cậu là bố già Flay. Dù ông biết rằng có khuyên đứa trẻ này trở về quê nhà cũng không thể nhưng Flay vẫn muốn làm. Ông muốn thực hiện lời hứa danh dự của mình để đền ơn cứu mạng của Thors. Người anh hùng vĩ đại có thể chết nhưng hậu duệ của anh ấy vẫn còn sống. Chỉ cần Thorfinn từ bỏ mối hận thù kia thì quê nhà vẫn sẽ chào đón cậu ấy. Đó cũng là những gì mà Thors mong ước được nhìn thấy trước khi chút hơi thở cuối cùng. Còn về phía Akhilat, hắn ta đã suy tính rất nhiều cách để ly gián chiến dịch tấn công xứ Wales trong mùa xuân sắp tới nhưng tất cả đều không thể thực hiện. Nếu lỡ mà Wordsworth biết được thân phận của Akhilat thì mạng sống của Canute cũng sẽ vì thế mà bị đe dọa. Tập 24. Akhilat đành làm liều, hắn đành phải đưa ra ý kiến phản đối kế hoạch xâm chiếm xứ Wales của nhà vua. Vì nơi đó là vùng đất cằn cỗi nên dù cho có đánh chiếm được thì nước Đan Mạch cũng sẽ không thể cướp bóc được tài nguyên gì đáng giá. Điều quan trọng ở đây là nhà vua không hề quan tâm đến chiến lợi phẩm. Thứ làm Sowen muốn là lợi dụng xứ Wales để khống chế Akhilat. Ông ấy đã âm thầm đưa ra hai lựa chọn. Một là cứu Canute, hai là cứu xứ Wales quê nhà. Khi đã bị đẩy đến đường cùng thì Akhilat đành phải dùng đến chiêu cảm tử. Hắn ra tay chém đầu nhà vua trước mặt các chư hầu khác cùng với binh sĩ đứng xung quanh. Canute trong giây phút đó cũng chỉ biết ra lệnh bắt kẻ giết vua lại chứ không còn cách nào khác cứu vãn được nữa. Thorfinn vừa đến nơi thì bên trong cuộc họp đã hỗn loạn. Nhân vật chính trong bữa tiệc đẫm máu này không ai khác ngoài tên Dại Dơ. Trong thì có vẻ Akhilat đã mất trí rồi tấn công điên loạn nhưng thật ra hắn cố tình làm vậy để vụ ám sát vừa rồi không ảnh hưởng đến Canute. Thay vì chọn cứu xứ Wales hay cứu hoàng tử thì hắn đã chọn cứu cả hai. Cái giá phải trả cho kế hoạch đó chính là sinh mạng của Akhilat. Thậm chí Thorfinn định chạy đến cứu nhưng mà Akhilat vẫn bảo cậu ấy đừng can dự. Sau đó Canute đã phải tự tay đâm tên Dại Dơ này một nhát để kết thúc vở kịch đồng thời thoát tội đồng lõa mưu sát vua. Cuối cùng thì hắn cũng đã làm một việc đầy ý nghĩa trước khi chút hơi thở cuối cùng. Akhilat đã có thể ra đi thanh thản vì giúp Canute đoạt được ngôi vương. Nhưng còn mối thù của Thorfinn thì phải tính như thế nào? Cậu nhóc đã phải trải qua những năm tháng đầy khốn khổ để được báo thù nhưng giờ đây mục đích sống duy nhất đó đã biến mất. Akhilat cũng không có lời nào để an ủi cậu nhóc kia. Hắn chỉ mong rằng Thorfinn có thể tỉnh ngộ và sống một cuộc đời khác. Lời nói cuối cùng mà Akhilat thốt lên là: hãy trở thành một chiến binh thực thụ và sống cuộc đời ý nghĩa nhé, con trai của Thor. Thorfinn sau đó đã cố hết sức để giết Canute nhưng kế hoạch bất thành. Chẳng những vậy, cậu còn bị Thorkell khống chế lại ngay lập tức. Vì nhà vua đã chết nên là việc lên ngôi vương của hoàng tử cũng được hợp thức hóa. Thorfinn cũng được binh sĩ giải đi. Vậy là những chuỗi ngày chìm trong thù hận của cậu ấy đã kết thúc bằng cái chết của Akhilat. Câu chuyện của người Viking vẫn chưa kết thúc ở đó. Tiếp theo vẫn sẽ là hành trình của chàng trai trẻ này trong cuộc sống mới. Liệu Thorfinn có thể hiểu được ý nghĩa mà cha cậu trước khi chết đã nói? Tập 1. Mở đầu phim là bối cảnh yên bình của một ngôi làng nọ. Einar và gia đình của anh ta hiện giờ đang sinh sống ở đây. Năm xưa, họ đã từng bị quân đội nước Đan Mạch kéo đến xâm lược.
Cha Aina vì muốn bảo vệ cả làng nên đã bỏ mạng. Giờ người thân của anh ta chỉ còn mẹ và em gái. Trải qua một thời gian dài sau đó, cuộc sống bình yên của họ kéo dài không được bao lâu thì những người Viking lại kéo đến tấn công. Mẹ của Aina đã không may bị trúng tên của địch và bỏ mạng. Còn em gái thì muốn bảo vệ cho Aina nên cũng bị người Viking giết hại một cách tàn nhẫn. Aina bị quân xâm lược bắt về làm nô lệ như một chiến lợi phẩm của chúng. Trên đường bị áp giải đến vùng đất xa xôi, Aina đã hiểu ra rằng giờ phút này anh không còn quyền lựa chọn giữa sự sống và cái chết nữa. Bọn chúng vận chuyển Aina cùng rất nhiều nô lệ đến từ những vùng đất khác nhau. Tất cả bọn họ đều được tân trang để chuẩn bị đem ra bán cho những thương lái trong vùng. Aina đã nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi nơi này nhưng mà điều đó dường như là không thể. Hiện giờ anh ta không còn ở quê nhà nữa. Trong người thì không có lấy được một xu. Những người dân bản địa sẽ chẳng bao giờ chịu giúp Aina. Một khi đã đặt chân đến đây thì những người nô lệ chỉ có một sự lựa chọn, đó là phục vụ chủ nhân đến hết đời. Sau khi bị tẩn trong một trận bán sống bán chết thì Aina mới chấp nhận cam chịu tình cảnh hiện tại. Ngày hôm nọ, bố già Play có tình cờ đi ngang qua chợ buôn nô lệ. Ông ấy đến đây với mục đích là tìm Thorfinn. Dù đã trải qua bao năm lưu lạc nhưng mà bố già vẫn muốn đưa con trai của ân nhân Thor trở về quê nhà. Trong khi đó, Aina đã được một tay địa chủ chú ý đến. Ông ta còn thích thú hơn khi nghe kể rằng Aina từng làm nông dân trước đây. Ngài Ketil đã dẫn Aina về vùng đất thuộc quyền sở hữu của ông ta. Aina vừa nhìn thấy ruộng lúa trù phú là liền nhớ về những giây phút tươi đẹp bên cạnh gia đình nhưng rồi chợt nhận ra rằng giây phút đó chỉ còn là kỷ niệm. Tập 2. Ngài địa chủ phân công Aina đến làm việc cùng chỗ với Thorfinn. Công việc của họ là phải đốn hết cánh rừng trước mặt. Ketil sẽ cho họ thuê khu vực này để canh tác. Ông ta sẽ thu mua thành phẩm mỗi khi mùa vụ kết thúc. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Aina và Thorfinn có thể tích lũy tiền chuộc thân. Aina vừa nghe ngài địa chủ nói xong là liền vui mừng hớn hở nhưng mà gương mặt Thorfinn thì vẫn bất động. Chàng thiếu niên này chẳng quan tâm tương lai rồi sẽ ra sao cả. Hiện tại Thorfinn còn chưa trả lời được câu hỏi mình sống vì ý nghĩa gì nữa. Quay lại với công việc đốn rừng, nghe Ketil nói dễ ăn như vậy thôi chứ nhìn mớ cây trước mặt mới hiểu rằng không hề đơn giản chút nào. Tuy phải làm việc rất vất vả nhưng mà bữa ăn của họ lại không được trọn vẹn. Do mang thân phận là nô lệ nên Thorfinn và Aina luôn bị người dân địa phương ức hiếp. Bọn chúng thường xuyên cắn xén bớt phần ăn trưa của họ. Aina đã tỏ thái độ bất bình trước hành động này nhưng rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Anh ta vẫn chưa hiểu rằng nô lệ ở đây là một tầng lớp thấp kém nhất. Việc họ có thể làm là ngoan ngoãn nhẫn nhịn sự chà đạp của người khác. Thorfinn thì chẳng quan tâm gì rồi, mà tính ra là thằng này dư sức đấm hết cả làng luôn mà nó không làm thôi. Còn Aina thì mới trải nghiệm thử thách 24 giờ làm nô lệ nên là vẫn muốn chống đối dữ lắm á. Chiều hôm đó, anh ta định đi mát với Ketil về những gì đám người đưa cơm đã làm với họ. Lúc đầu, anh hùng hùng hổ hổ lắm, mà khi nhìn thấy người phụ nữ đang đi cùng Ketil thì Aina đứng hình mất 5 giây luôn. Miệng cũng chẳng nói được chữ nào nên hồn. À mà nhớ là dòm thôi thì được, vì người phụ nữ đó là nô lệ riêng của ông chủ, rớ vô nhỏ đó thì cám còn không có ăn luôn chứ đừng nói tới cơm. Ngài địa chủ tuy rất giàu, nhưng ông ta vẫn thường xuyên làm việc đồng áng cùng với mọi người. Con trai của ông ấy thì hoàn toàn ngược lại. Oma là thằng nghịch tử, chỉ thích rong chơi chứ không thích làm việc. Hắn ý mình giàu có nên luôn xem việc đồng áng là việc dành cho lũ nô lệ làm. Oma có ước mơ trở thành chiến binh vĩ đại mặc dù hắn chẳng biết tí gì về võ thuật và cũng chưa từng giết ai. Tối hôm đó, hắn buồn bã quá nên đã ăn nhậu say xỉn rồi về nhà cùng với vài tên thuộc hạ xấu xa. Chỗ ngủ của Thorfinn và Aina là một cái kho đựng rơm trông không thể nào mà rách nát hơn. Aina đã tâm sự cho người bạn mới quen nghe về hoàn cảnh của anh ta. Anh ta đã mắng lũ Viking tấn công làng mình là một lũ súc vật chứ không phải con người. Nghe đến đây làm Thorfinn cũng cảm thấy hơi buồn vì trước đây anh ta cũng đã từng giống như chúng. Thorfinn đã từng giết hại rất nhiều người dân vô tội. Nếu lúc đó anh ta gặp gia đình của Aina thì chắc là những gì xảy ra còn kinh tởm hơn nữa. Tập 3. Oma đã khóc sùm tại nơi ở của đám thuộc hạ xấu xa. Hắn cứ than phiền rằng mình muốn trở thành chiến binh vĩ đại mà sao chẳng ai chịu tin hết vậy trời ơi. Cáo với lửng vì quá nhức đầu với tên nhóc ranh này nên bất đắc dĩ mới đề ra một kế sách đối phó. Cáo bảo rằng cậu chủ phải chứng minh cho mọi người biết mình đã trưởng thành thì mới làm chiến binh được. Còn cách đầu tiên để được công nhận trưởng thành chính là giết người. Sáng hôm sau, Cáo đã gọi Aina và Thorfinn đến doanh trại của chúng. Giới thiệu sơ qua về đám án ôm này nha. Chúng được ngài địa chủ mời đến đây với vai trò làm bảo vệ. Mỗi khi có ai tấn công khu vực này thì chúng sẽ phải bảo kê Ketil cùng với ruộng đất của ông ta.
Nếu xét theo cấp bậc thì những người bảo vệ này chỉ thua ông chủ thôi, còn nông dân hay là nô lệ đều phải khiếp sợ mỗi khi chúng xuất hiện. Mới sáng sớm mà đã bị đám ác ôn này gọi lên trình diện thì chắc là gặp chuyện chẳng lành rồi. Bọn chúng muốn Thorfinn và Einar trở thành nạn nhân bị hiến tế trong nghi thức trưởng thành của cậu chủ. Einar không hề hiểu bản thân đã mắc tội gì mà phải trả giá bằng cái chết như vậy. Anh ta đã không chấp nhận quy hàng rồi lao đến đấm tay đôi với Omar. Thorfinn đã cầu xin mọi người hãy dừng lại. Cậu chấp nhận chết để đổi lấy mạng cho Einar. Vẻ mặt không sợ trời, không sợ đất của cậu đã làm cáo trở nên tức giận. Hắn nghĩ rằng Thorfinn đang muốn thể hiện bản lĩnh vậy thôi chứ ai trên đời mà chẳng sợ chết. Cáo đã rút gươm ra, rạch nhiều đường lên người Thorfinn để thỏa mãn cơn giận trong lòng. Tên điên này chỉ chịu dừng lại khi rắn xuất hiện. Anh ta chính là thủ lĩnh của nhóm người bảo vệ. Rắn đã đứng bên ngoài và quan sát hết toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Hắn đấm tên thuộc hạ hống hết một phát để cảnh cáo những tên còn lại không được động đến nô lệ của ông chủ. Tập 4. Sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc dễ dàng được. Rắn tung một đường kiếm chớp nhoáng khiến Thorfinn nhớ về cảnh tượng chiến đấu với Aslak. Dù cậu nói rằng không còn muốn sống nữa nhưng mà cơ thể cậu vẫn tự phản xạ chống đỡ trước đòn tấn công chí mạng của đối phương. Rắn muốn chứng minh rằng cơ thể Thorfinn vẫn muốn sống nên là nó mới phản xạ tự bảo vệ lấy cơ thể. Còn lý do tại sao Thorfinn vẫn muốn được sống thì tự cậu phải tìm hiểu điều đó. Einar đã đưa Thorfinn đến chỗ của Peter để chữa trị vết thương. Ông ấy cũng từng là nô lệ ở đây nhưng sau đó đã làm việc và tích góp đủ tiền để chuộc thân. Hiện giờ Peter đang là trợ lý giúp ngài địa chủ trong coi ruộng đất. Peter rất đồng cảm với những người bị bắt làm nô lệ nhưng ông không có đủ quyền hành để trừng phạt nhóm người bảo vệ. Peter đã tặng cho Thorfinn một chiếc áo mới và khuyên họ nên nhẫn nhịn vì việc tỏ ra chống đối chỉ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn trước. Einar nhớ lại động tác mà Thorfinn đã thực hiện trong lúc giao chiến với rắn. Đó là chiêu thức mà những chiến binh chuyên nghiệp mới thực hiện được. Đứng trước sự nghi ngờ của đối phương, Thorfinn đã không ngần ngại kể về quá khứ dơ bẩn của mình. Einar không thể ngờ rằng người đang làm việc chung với anh ta lại là một trong số lũ Viking chuyên đi cướp bóc giết người khắp nơi. Tối hôm đó, Einar đã vô cùng tức giận và muốn giết chết Thorfinn để báo thù cho gia đình của anh ta. Còn Thorfinn lúc này đang mơ về một cánh rừng bất tận. Cậu cứ mãi chạy tìm đường thoát khỏi nơi đáng sợ đó nhưng không thể nào tìm thấy lối ra. Thorfinn chỉ thấy hàng ngàn chiến binh đang chờ mình ở phía trước. Cậu phải giết họ hoặc là sẽ bị họ giết chết. Tiếp đến là hình ảnh về những nạn nhân từng nằm xuống dưới kiếm của Thorfinn dần dần hiện lên. Điều đó đã khiến cho giấc mơ của cậu trở thành cơn ác mộng đầy đọa bất cứ ai lạc vào đó. Khi Thorfinn thức dậy, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Einar đang ngồi bên cạnh. Cả hai đã phải chịu quá nhiều nỗi đau sau chiến tranh. Người thì đóng vai nạn nhân mất gia đình, người thì đóng vai kẻ sát hại. Điểm chung của cả hai người họ là nỗi ám ảnh về cả tinh thần lẫn thể xác. Einar hiểu rằng dù anh ta có giết Thorfinn thì em gái và mẹ cũng sẽ không thể sống dậy. Huống hồ gì Thorfinn đã không còn là một chiến binh nữa. Cậu ta còn chấp nhận từ bỏ mạng sống để cứu lấy Einar mà. Tập 5 sau cái chết của vua Swain, Canute đã lên nắm quyền điều hành đội quân hùng hậu Đan Mạch. Vị vua trẻ đã đem quân chinh phạt vùng đất của nước Anh. Rất nhiều trận chiến đẫm máu đã xảy ra giữa hai bên trong nhiều năm liền. Điều này đã khiến kinh tế nước Anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quân Đan Mạch đi đến đâu là xác chết chất thành đống ở đó. Người dân thì đói ngồi đến mức phải đi tha hương sang nơi khác. Các binh sĩ thường bắt nô lệ nữ ở nơi vừa đánh chiếm xong để thỏa mãn cơn dục vọng. Canute đã ra lệnh chém đầu hết những binh sĩ dám làm điều đó. Nhà vua trẻ chỉ chấp nhận sử dụng vũ lực trên chiến trường, còn đối với người dân vô tội và các tù binh thì Canute không hề đụng đến. Lần này anh ta đã tự mình thân chinh đến lãnh địa của Mercia. Một mặt là để thuyết phục lãnh chúa khu vực này quy hàng, mặt khác là để ngăn chặn sự điên cuồng của Thorkell lại. Thorkell nổi giận là vì Canute không cho hắn dẫn quân đi đánh chiếm Mercia. Thorkell cho rằng không cần phải thuyết phục bất kỳ kẻ địch nào trên chiến trường cả. Muốn giải quyết mâu thuẫn thì cứ cầm vũ khí lên phân định thắng bại. Hắn còn khuyên Canute không nên mơ tưởng về một cuộc chiến tranh không đổ máu. Nếu đã có người dẫn quân đi xâm lược thì chắc chắn phải có người nằm xuống. Đó là quy luật không thể thay đổi trên chiến trường. Lãnh chúa Mercia đã cống nộp rất nhiều của cải để đổi lấy việc Canute cho quân rút lui, nhưng nhà vua đã không chấp nhận lời đề nghị. Canute nói rằng đối phương phải ám sát vua Ethelred thì vùng đất này mới được bình yên. Canute đã đốt một đống lửa lớn trước mặt lãnh chúa Mercia. Rất nhiều khu vực xung quanh đó đồng thời xuất hiện những cột khói che phủ cả bầu trời. Những nơi đó đều đã được quân Đan Mạch chiếm đóng. Nếu lãnh chúa Mercia không chịu làm theo thỏa thuận Canute đề ra thì anh ta sẽ hạ lệnh cho đại quân càn quét vùng đất này ngay lập tức.
Năm 1016, nhà vua Aethelred đã băng hà một cách bí ẩn. Con trai cả của ông ta là Edmund sau đó đã lên ngôi nhưng mà cũng chỉ vì được trong khoảng thời gian ngắn rồi cũng chết không rõ nguyên do. Liên tiếp là những cái chết của vua Siwen, Aethelred và cuối cùng là Edmund đã giúp cho Canute bước lên ngôi vị cao nhất của nước Anh vào năm 1018. Tập 6, Thorfinn và Einar vẫn đang làm công việc chặt cây như thường ngày. Họ gặp một chút rắc rối vì sức người không đủ để bứng hết rễ cây lên được. Cả hai đã đến hỏi mượn một vài con ngựa kéo về sử dụng nhưng mà những người dân bản địa đã từ chối giúp đỡ. Họ cho rằng nô lệ không có quyền được sử dụng công cụ làm nông. Chính bản thân đám nô lệ đã là bò, là ngựa trên mảnh đất nghiệt ngã này rồi. Một ông lão ở gần đó đã nghe toàn bộ câu chuyện. Ông ấy hứa rằng sẽ cho Einar mượn ngựa kéo nếu anh ta và Thorfinn giúp ông làm một số việc lặt vặt. Nhờ sự giúp đỡ của ông lão tốt bụng mà việc giải quyết mấy cái cây trong rừng đã trở nên rất đơn giản hơn nhiều. Đám dân đen thấy Einar có ngựa kéo xài đã nghĩ anh ta đi trộm cắp về sử dụng. Thorfinn giải thích rằng đây là ngựa của ông Esfarkr. Chuyện này nghe còn vô lý hơn nữa vì Esfarkr chính là bố của Ketil. Ông ấy nổi tiếng là người vô cùng khó tính. Làm gì có chuyện ông lão đó chịu cho Einar dùng ngựa được cơ chứ? Khi cả hai đem ngựa về trả cho ông lão để được ông mời vào dùng bữa. Ở đây còn có sự góp mặt của cái tên ăn ké, rắn. Esfarkr làm chủ mà suốt ngày phải ra đồng làm việc đến trời tối mới về nhà. Còn khứa kia được thuê làm bảo vệ mà chỉ thấy nằm một đống trong nhà ổng không à. Tới giờ ăn thì rắn mới chịu lò mặt ra. Đội trưởng đội bảo vệ bảo là tối mới đi làm việc. Mà đúng thiệt á, tối nào rắn cũng đến hỏi thăm nhà con gái người ta hết à. Nó chui vô nhà với mấy nhỏ đó làm việc gì thì không ai biết hết á. Ketil hàng năm đều cống nộp rất nhiều lễ vật cho nhà vua nên là vùng đất này không thể nào xảy ra chiến loạn được. Việc thuê mấy giang hồ về đây làm bảo vệ chỉ là hình thức tủ tục mà thôi. Tập 7, Einar đã dần quen với nhịp sống của một nô lệ. Anh ta cũng tìm thấy niềm vui vào mỗi bữa sáng khi được trò chuyện cùng với Arhei. Lưu ý là chỉ tán tỉnh qua lại thôi nhé chứ không làm bậy được đâu vì nhỏ này là người của ông chủ. Lỡ mớ ăn bậy ăn bạ là bị Ketil xử đẹp hết. Chẳng mấy chốc mà những nỗ lực của Einar và Thorfinn đã được đền đáp. Khu rừng rậm rạp giờ đây đã trở thành ruộng lúa mì phát triển xanh tốt. Nếu mọi việc cứ tiếp tục tiến triển theo chiều hướng này thì họ sẽ có thể kiếm được thu nhập để trả nợ chuộc thân. Một ngày nọ, Thorir trở về từ chiến trường để thăm gia đình. Hắn là con trai cả của Ketil. Tính cách của tên này khác hoàn toàn so với người em của hắn. Nếu Olma là người hèn nhát thì Thorir là người vô cùng hung dữ. Hắn đã từng ra chiến trường và lập rất nhiều đại công cho đất nước. Thorir hãnh diện kể về người cha của mình. Năm xưa thiết quyền Ketil cũng từng tung hoành ngang dọc trên khắp các chiến trường. Thorir muốn trở thành người oai phong lẫm liệt giống như cha của anh ta từng làm trong quá khứ. Rắn đã trình báo với ngài địa chủ về việc bắt được vài tên trộm trong thời gian gần đây. Anh ta đã dắt phạm nhân đến chỗ chờ Ketil ban ra hình phạt. Được biết rằng hai đứa trẻ phạm tội chính là con của một nông dân trong làng. Cha tụi nó đã mất tích nhiều năm trước nên giờ đây hai đứa trẻ đó đang sống cùng với người mẹ mắc phải trọng bệnh. Mặc dù Ketil rất cảm thông cho hoàn cảnh của hai đứa nhỏ nhưng mà con trai cả của ông ta thì không. Thorir muốn chặt tay của hai đứa nhỏ để răn đe những người dân trong làng không dám tái phạm tội ăn cắp nữa. Peter đã đề nghị cho chúng được làm nông để trả nợ. Nhờ có lời khuyên này mà hai đứa trẻ mới thoát khỏi kiếp nạn của cái thằng trời đánh kia. Chỉ tiếc rằng chúng phải ăn đòn thì Thorir mới hả dạ. Tối hôm đó, Ketil đã đến ở cùng với Arhei. Ông ta thất vọng vì bản thân mình luôn phải khiếp sợ mỗi khi đối mặt với Thorir. Sự tích về quyền thiết Ketil cũng chỉ là lời đồn. Ngài địa chủ luôn phải tỏ ra uy nghiêm để những người khác không coi thường ông ấy. Ketil chỉ có thể sống thật với bản thân mình mỗi khi được ở bên cạnh Arhei. Tập 8. Bọn dân đen bản địa trông thấy ruộng lúa của Einar ngày càng phát triển nên là đâm ra ghen ghét. Họ không thể chấp nhận việc để thua trước những nô lệ nên một kế hoạch xấu xa đã được bọn chúng nghĩ ra. Einar và Thorfinn không hề hay biết gì về những việc sắp xảy đến. Họ vẫn ung dung làm công việc của một nô lệ như bao ngày khác. Thorfinn đã kể cho Einar nghe về khoảng thời gian còn làm việc dưới trướng Aslak. Khi đó, cậu ta chỉ quan tâm đến việc ra chiến trường rồi giết người này, giết người kia, còn bây giờ thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Trước khi Aslak chết, hắn đã bảo Thorfinn cố gắng sống sót và trở thành một chiến binh vĩ đại như cha cậu ấy. Đến phút cuối, Thorfinn mới nhận ra rằng mình không hề ghét Aslak như cậu nghĩ. Đúng là dù có giết chết kẻ thù của mình thì vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy được trong trái tim của Thorfinn. Ông Svarkr liền gọi hai chàng trai đi bắt cá để giải khuây. Lão nông khuyên Thorfinn nên tận hưởng cuộc sống thời điểm hiện tại. Mặc dù cậu ta đang là nô lệ nhưng ít nhất là cuộc sống này vẫn hơn cuộc sống thù hận của Thorfinn trước kia rất nhiều. Khi cả hai trở về ruộng thì phát hiện ra những cây lúa họ trồng đều đã bị tàn phá hết.
Vết tích hiện trường cho thấy rằng điều này là do có kẻ đã hãm hại họ. Dù có ngốc nghếch đến mấy thì Einar vẫn biết kẻ đã làm nên điều tồi tệ này là ai. Einar nổi cơn thịnh nộ, quyết đi tìm thủ phạm để tính sổ, nhưng Thorfinn đã cản lại. Trước đây, cậu ấy cũng từng giết người và tàn phá mùa màng của người dân. Nếu những tên thủ phạm bị Einar giết một lần, thì Thorfinn phải chết đến cả nghìn lần mới rửa được tội. Einar nghe xong đã bình tĩnh trở lại. Họ trình báo vụ việc lên cho Parra giải quyết. Einar chợt nghĩ về số phận hẩm hiu của một nô lệ. Ví dụ như cậu còn hy vọng làm nông để chuộc thân, nhưng mà anh hay thì sao chứ? Cô ấy được ông chủ rất yêu mến nên chắc là anh hay sẽ mãi mãi là nô lệ của ông chủ. Ở trong cái thế giới nực cười này, kẻ được yêu quý thì làm nô lệ, còn kẻ không được yêu quý như Thorfinn và Einar thì bị khinh thường và chơi xấu. Vậy thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Đã đang chán đời rồi mà trên đường về, cả hai con phải chạm mặt với lũ dân đen đã phá hoại ruộng đất của họ. Không cần nhiều lời, hai bên lao vào ẩu đả, cắn xé nhau túi bụi. Tập 9. Thorfinn đã bất tỉnh trong khi Einar vẫn còn đang giằng co với đám dân đen. Bọn chúng thấy ánh mắt quyết liệt của Einar quá đáng sợ nên là cũng không dám làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa. Đám dân đen cuối cùng đã chấp nhận rời đi vì bọn chúng biết thế nào nô lệ cũng sẽ bị trừng phạt vì tội dám đánh dân thường. Thorfinn đã mơ về nơi yên bình có bố cậu xuất hiện ở đó. Thor không vui mừng mà hỏi con mình rằng tại sao ông ấy lại ngửi thấy mùi máu tươi gần đây. Năm xưa ông đã tặng con dao của mình cho đứa con trai và mong rằng Thorfinn sẽ dùng thứ vũ khí đó để bảo vệ bản thân, nhưng không ngờ rằng cậu ấy lại dùng nó để báo thù. Mặt đất bỗng rung chuyển, Thorfinn đã bị rơi xuống phía dưới và thứ đang chờ đón cậu là một bãi chiến trường không hồi kết. Đây là đích đến của những kẻ tồi tệ nhất trên thế giới và cũng là điểm dừng cuối cùng của các chiến binh. Tại nơi đây không có kẻ thắng người thua, mọi người đều là kẻ thù của nhau, còn cuộc chiến thì cứ thế lặp đi lặp lại mãi mãi không có hồi kết. Thorfinn cũng từng một lần sống cuộc đời giống như địa ngục như vậy, đó là khi cậu đi theo Arrak ra chiến trường. Nói cách khác thì Thorfinn cũng là cư dân ở chiến trường này. Cậu đã có cơ hội thoát ra nhưng trận đánh với đám dân đen khi nãy đã khiến cậu ta trở về đây một lần nữa. Phía bên dưới xuất hiện hàng tá cái xác đang leo trèo lên nhau để tiến gần đến chỗ Thorfinn đang bám víu. Họ đều là những người từng bị Thorfinn sát hại. Điều làm cậu ta hoảng loạn nhất là Thorfinn không thể nhận ra hình dạng của những nạn nhân này. Năm xưa, cậu ấy đã giết quá nhiều người vô tội. Con số này nhiều đến mức khiến cậu ta quên đi đặc điểm nhận dạng của mỗi người. Thorfinn rất muốn thốt lên lời xin lỗi, nhưng cậu lại sợ rằng những lời nói đó hoàn toàn không thể bù đắp được những lỗi lầm mình đã gây ra. Arslak khi đó đã lao xuống chiến trường máu để giết hết những tên cung thủ đang tấn công Thorfinn. Hắn ta muốn Thorfinn được rời khỏi chốn địa ngục này một lần nữa. Arslak còn dặn cậu hãy trở về sống cuộc đời của mình. Những gì trong quá khứ sẽ ở lại quá khứ, còn tương lai sẽ ra sao do Thorfinn tự quyết định. Chỉ cần cậu sống đúng theo những gì mà Thor mong đợi thì đã đủ để làm ông ấy yên tâm an nghỉ. Khi tỉnh dậy, Thorfinn đã khóc nức nở trước mặt người bạn của mình. Cậu hứa rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình dùng bạo lực để gây tổn hại đến những người xung quanh. Thorfinn không muốn trở về địa ngục máu thêm bất cứ lần nào nữa. Cậu ta đã quyết tâm đi tìm ý nghĩa của cuộc đời mình. Lời hứa vừa được thốt ra thì trong thoáng chốc Thorfinn đã thấy hình ảnh Thor thanh thản rời đi. Chắc có lẽ ông ấy đã yên lòng để con trai mình lại vì giờ đây cậu ấy đã hiểu được ý nghĩa của một chiến binh vĩ đại là gì. Tập 10. Trải qua 3 năm trời ròng rã, cái cây cuối cùng trong khu rừng cũng đã bị Thorfinn và Einar đốn hạ. Peter cũng đã thông báo với hai người họ rằng mùa vụ năm tới sẽ là lúc cả hai có đủ tiền để chuộc thân. Đã đến lúc họ cần phải suy nghĩ về tương lai sau này cần phải làm những gì. Einar rất vui mừng vì anh ấy sắp giành lại được tự do, nhưng niềm vui ấy sẽ càng to lớn hơn nữa nếu Einar có thể rời khỏi đây cùng với anh ấy. Trong lúc cả hai đang mãi suy nghĩ, ông địa chủ đã đến để báo với họ một tin đặc biệt. Kethil muốn thưởng cho cả hai vì họ đã làm việc rất chăm chỉ trong mấy năm qua. Thế nên chỉ cần Thorfinn và Einar gieo hạt giống xong xuôi là ông ấy sẽ cho họ được tự do. Tạm thời, Kethil sẽ phải đi một chuyến đến Jarlin để buôn bán. Lúc trở về, ông địa chủ sẽ làm giấy trả tự do cho cả hai. Sau khi đã chiếm được nước Anh, Canute quyết định trở về Đan Mạch để thăm người anh trai Harald đang lâm trọng bệnh. Trước đây hai người họ từng là anh em rất thân thiết với nhau, vua Sverre chết đã để lại hai phần lãnh thổ cho hai người họ. Canute thì lấy được vùng đất nước Anh, còn Harald thì lên làm vua Đan Mạch. Trong lúc em trai đang chinh phạt phương xa, Harald vẫn thường xuyên gửi quân đi viện trợ cho Canute. Lúc Canute vừa trở thành vua của Vương quốc Anh cũng là lúc Harald lâm trọng bệnh. Mọi chuyện có thể tình cờ đến như vậy được hay sao? Khi Canute đến bên giường bệnh của anh trai, Harald đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ nhường ngôi vua lại cho Canute nắm giữ. Chỉ trong thoáng chốc, Canute đã trở nên thất thần vì nhìn thấy cái đầu của cha mình hiện lên trước mặt. Vua Sverre
châm chọc rằng Harad hết lòng thương Canute, vậy mà hắn ta lại sử dụng thuốc độc để hãm hại anh trai mình. Trước kia, Canute luôn bảo muốn xây dựng thế giới hòa bình, và cuối cùng những việc hắn làm là như thế này đây sao? Đoạt ngôi nhờ vào thủ đoạn bí ổi cũng được gọi là tạo dựng thế giới hòa bình à? Có đôi lúc Canute cũng suy nghĩ lại những việc hắn đã làm, nhưng mà giờ hối hận cũng không thể quay đầu được nữa. Đây là điều mà chỉ có những người đội vương miện mới hiểu được. Lằn ranh giữa tham vọng cá nhân và xây dựng thế giới hòa bình rất mong manh. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là Canute sẽ trở thành hình ảnh tàn độc giống vua Sowan năm xưa. Tập 11. Sáng hôm sau, Warp và Canute đã tỉ thí với nhau. Các binh sĩ đều lấy làm ngạc nhiên vì bệ hạ đã thay đổi rất nhiều từ sau khi trở về từ nước Anh. Năm xưa, ngày ấy chỉ là một chàng trai nhút nhát chỉ biết cầu nguyện với chúa, vậy mà giờ đây Canute đang cầm gươm chiến đấu ngang cờ với một chiến binh lão luyện. Gunnar đã đến gặp bệ hạ để trình bày về những khó khăn tài chính họ đang mắc phải. Canute định sẽ tăng thuế của người dân Đan Mạch sau khi hắn lên ngôi. Việc này chắc chắn sẽ dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội từ khắp nơi. Hiện giờ đội quân của Canute đang ở nước Anh ngốn rất nhiều tài nguyên. Toàn bộ thuế thu được từ nước Anh đều được dùng để nuôi đội quân đó. Gunnar đã khuyên bệ hạ nên ban lệnh xuất ngũ để giải quyết vấn đề kinh tế, nhưng điều đó lại mang quá nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Canute chỉ vừa mới chinh phục được đất Anh, người dân nơi đó hiện đang bị trấn áp bởi đại quân của nhà vua. Nếu bây giờ mà ban lệnh xuất ngũ thì rất có thể người dân sẽ bạo động giành lại đất nước. Cathil đã mang rất nhiều cống phẩm để tặng cho vua nước Đan Mạch, nhưng mà ông ấy không thể ngờ rằng mình vừa đặt chân đến nơi thì đã nghe tin vua Harald đã băng hà và truyền ngôi lại cho Canute. Đang nhức đầu giải quyết chuyện chính trị thì thằng con trai lại đi kiếm chuyện gây sự trong thành phố. Ô mà, cứ thấy ai hiền lành là nó tìm cớ đánh lộn với người ta. Thanh niên này vẫn còn mơ mộng về việc mình có thể trở thành một chiến binh vĩ đại đây mà. Trong lúc giải quyết mâu thuẫn của thằng con trai chờ đánh, Cathil đã có dịp làm quen với bố già Play. Bọn họ đã ngồi lại với nhau để tâm sự đôi chút. Thông qua lời kể của bố già, Cathil biết được rằng Play đang đi tìm một nô lệ tên là Thorfinn. Những miêu tả về chân dung cũng rất giống với Thorfinn đang làm trong nông trại ông địa chủ. Điều này đã làm Play hy vọng rằng đó chính là người ông ấy đang tìm. Play dự định sẽ ghé ngang qua nông trại của Cathil trước khi lên đường trở về quê nhà. Nếu may mắn gặp được Thorfinn ở đó thì sẵn tiện thuyết phục cậu ấy cùng trở về luôn. Thorzu đã dùng mối quan hệ của mình để tiến cử Cathil lên gặp nhà vua mới. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, tự nhiên thằng Oma đứng lên la ôm sòm về việc hắn muốn trở thành cận vệ phục vụ nhà vua. Canute đã ra một thử thách, đó là nếu Oma có thể chặt đứt con lợn nướng thì anh ta sẽ được tham gia vào đội cận vệ. Chuyện gì diễn ra sắp tới thì ắt hẳn là mọi người đoán được rồi đấy. Thằng Oma cầm bảo kiếm cộng 12 trong tay mà nó chém cả buổi trời vẫn chưa thể chặt đứt con heo nằm im trên bàn. Kể từ sau vụ đó, người dân trong thành phố đã lấy Oma ra làm trò cười bàn tán suốt nhiều ngày trời. Tập 12. Hôm nay, một cận vệ của nhà vua đã đến tìm đám ô hợp trong thành phố. Người cận vệ bảo rằng đám ô hợp hãy đến thông báo cho Oma biết rằng anh ta không được nhận làm cận vệ. Điều đáng chú ý ở đây là người cận vệ dặn đám ô hợp phải làm cho Oma kích động sau khi nhận được câu trả lời. Mà tụi kia cứ nhận tiền thì làm thôi chứ thắc mắc làm lý do làm gì nè. Đám ô hợp đã đến thông báo cho Oma như lời dặn. Chúng còn lấy chuyện anh ta không chặt được con heo ra để chế giễu làm cho Oma không thể giữ được bình tĩnh. Thorzu đến nơi thấy em mình đang bị đem ra làm trò cười giữa thiên hạ nhưng mà anh ta không hề ra tay giúp đỡ. Thorzu bảo Oma hãy chiến đấu để lấy lại danh dự. Dù có chết dưới tay đám ô hợp kia thì ít nhất cũng không bị người đời xem thường. Vậy là cả hai đấu sĩ đã chuẩn bị để tung ra đòn kết liễu. Vào giây phút quyết định, bỗng có ai đó đã ném đồng xu vào phía gã ô hợp làm hắn bị hạn chế tầm nhìn. Oma đang trên đà đâm gươm về phía trước nên là không kịp rút lại. Kết quả, Oma đã giết chết đối thủ nhưng mà anh ta không hề biết rằng mình đã nhận được sự giúp đỡ từ ai đó. Những tên còn lại cũng lần lượt ngưng thở khi phải chạm trán với Thorzu. Tuy hai anh em đã giành được chiến thắng nhưng đây cũng là điều mà Canute muốn. Nhà vua sẽ mượn tay anh em họ giết sứ giả đưa tin rồi bắt Cathil nộp phạt bằng cả gia tài của ông ta. Quân lính của nhà vua chỉ cần đợi đến khi vở kịch hạ màn là chúng có thể xuất hiện bắt hai anh em về xét xử. Không ngờ rằng Thorzu đã phản kháng vô cùng dữ dội. Tất cả binh sĩ do nhà vua phái đến đều bị anh ta xử trảm trong một nốt nhạc. Thorzu đã tha mạng cho tên cuối cùng và tra khảo xem chúng đang âm mưu gì. Tên lính quèn do quá sợ hãi nên đã khai ra hết toàn bộ kế hoạch của nhà vua. Từ đầu Canute đã lợi dụng Oma, bệ hạ muốn Oma phạm tội rồi sau đó cưỡng chế hết tài sản của gia đình anh ta. Sau khi gây ra đại họa, gia đình Cathil đã trốn trong thuyền của Play để trở về nhà. Play chấp nhận giúp đỡ là vì Thorzu đã hứa sẽ trả tự do cho Thorfinn khi hắn cùng gia đình trở về nhà an toàn.
nhà vua đã phái một tốt quân gồm khoảng 100 binh sĩ tinh nhuệ chuẩn bị đến vùng đất thuộc quyền sở hữu của Khe Tiêu để truy bắt. Chắc chắn là lần này Thorfinn sẽ có cơ hội gặp mặt lại người bạn cũ năm xưa. Knute giờ đây cũng không còn là anh chàng nhút nhát nữa. Điều gì đang chờ đón họ ở phía trước? Tập 13, giây phút Einar và Thorfinn lấy lại được tự do đã gần đến. Chỉ cần đợi ngài Khe Tiêu trở về nữa thôi là họ sẽ có thể tự quyết định tương lai của mình. Đột nhiên Einar lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Dù sao anh ta cũng đã ở đây làm nông được vài năm rồi nên Einar không nỡ xa rời nơi này. Ngoài kia chiến tranh vẫn còn đang xảy ra liên miên. Không thể nói trước được việc gì khi mà Einar và Thorfinn trở về thế giới bên ngoài. Đã tới giờ ăn trưa rồi mà rắn vẫn chưa thấy lão chủ nhân trở về nên là anh ta đã chạy ra ngoài tìm thử. Không ngờ rằng Vogel do làm việc quá sức nên đã bất tỉnh trên ruộng. Anh hay để nhận lệnh đến chăm sóc tạm thời cho lão chủ nhân đến khi ông ấy khỏe lại. Tụi nông dân thấy cảnh này mà mừng không nói nên lời. Kể từ lúc anh hay đến là ngày nào đồ ăn cũng được nấu thịnh soạn. Nào là bò cá rồi heo các kiểu. Người bệnh thì làm gì ăn hết được đống đồ này nên là thằng rắn với Thorfinn cùng Einar vô ăn phụ một cách khí thế. Dù họ đang là nô lệ nhưng tất cả đều vui mừng khi được tận hưởng giây phút đó. Cũng đã lâu lắm rồi anh hay không được trò chuyện với ai cả. Đến chăm sóc cho lão chủ nhân cũng là dịp giúp cô nàng có thể gần gũi tâm sự cuộc đời cho Einar và Thorfinn nghe. Tối hôm đó, cáo đã tức tốc chạy đến báo cho rắn nghe về tin có một nô lệ trong vùng đã bỏ trốn. Đáng sợ hơn là hắn đã sát hại cả gia đình chủ nhân của mình trước khi rời đi. Rắn căn dặn các thu hạ bắt đầu chia thành nhóm tuần tra kể từ ngày hôm nay. Nếu họ có chạm trán với tên nô lệ đào tẩu thì chỉ cần theo dõi thôi chứ không cần phải đối đầu trực diện với hắn ta. Sáng hôm sau, cáo cùng vài tên bảo vệ đã tìm ra kẻ đáng nghi. Bọn họ tính làm trái lệnh của rắn vì mức tiền thưởng khi bắt được tên nô lệ là rất lớn. Tên nào cũng muốn tranh công giành thưởng nên là họ đã xảy ra tranh cãi dữ dội. Đứa thì muốn quay trở về báo cho rắn, đứa thì muốn xông lên bắt tên nô lệ để đổi thưởng. Khi trời dần tối, tên nô lệ đã mang theo con ngựa chạy thẳng vào ngôi làng. Phía sau là cáo cùng với lửng đã trọng thương đang cố gắng đuổi theo. Khi tên nô lệ chạy đến chỗ anh hay thì hắn đột nhiên dừng lại. Thì ra là tên này từng làm chồng của anh hay trước đây. Tên của gã nô lệ là Gara. Tập 14. Gara tính mang theo vợ mình cùng nhau bỏ trốn nhưng rắn đã ngăn chặn lại. Gã nô lệ đã giết một người trong nhóm bảo vệ nên là họ không thể để yên cho Gara rời đi được. Thorfinn mà không nắm lấy Einar lại thì có lẽ anh chàng này đã lao lên giúp cho hai vợ chồng nô lệ kia chạy thoát. Do đối thủ lần này đặc biệt nguy hiểm nên đích thân rắn sẽ ra trận. Gara giờ đây cứ như là một tên điên loạn xông lên phía trước tấn công mà không hề sợ chết. Dựa vào những chuyển động khập khiễng của hắn đã giúp rắn nhận ra rằng đối phương đã bị thương. Rắn chỉ cần nhắm vào điểm yếu này là đã có thể khống chế được gã nô lệ trong cơn điên loạn. Tạm thời Gara sẽ được áp giải đến doanh trại chờ ngày ông chủ về xét xử. Rắn cũng không quên dặn anh hay rằng đừng tơ tưởng đến việc cứu hắn ta. Hiện giờ Rada đã trở thành tội phạm giết người. Nếu cô ấy vì tình nghĩa xưa mà cứu tên tội phạm này thì sẽ bị xử phạt rất nặng. Tối đến, Einar đã đề nghị mọi người đi giải cứu cho chồng của anh hay nhưng mà cô ấy đã từ chối. Anh hay muốn kể câu chuyện quá khứ của mình cho mọi người nghe trước rồi sau đó hãy quyết định có nên đi cứu Gardner hay không. Nhiều năm về trước, Gardner và anh hay sống cùng nhau trong một ngôi làng bình yên. Một ngày nọ, bỗng nhiên xuất hiện vài kẻ đến làng tranh giành quặng sắt. Đàn ông trong làng đã tổ chức cuộc họp để quyết định xem họ có nên tham gia vào cuộc chiến đó. Anh hay đã khuyên ngăn chồng rằng không nên dây dưa vào chiến tranh nhưng mà anh ta đã không nghe theo. Trong lúc tất cả đàn ông đi tham chiến thì lực lượng Viking đã nhân cơ hội tấn công làng. Do không có sức để chống đỡ nên là hầu hết trẻ em và người già đều bị chúng sát hại. Con phụ nữ thì trở thành nô lệ bị bán đi khắp nơi. Hiện giờ anh hay đang mang thai con của Ketil. Năm xưa cô ấy đã mất một người con và giờ đây anh hay không muốn thảm cảnh đó tái diễn một lần nữa. Nếu kế hoạch giải thoát Gara thất bại thì anh hay sẽ phải chịu tội. Điều đó có thể gây ảnh hưởng đến sự ra đời của đứa trẻ trong bụng cô. Lão chủ nhân đã nghe toàn bộ câu chuyện. Ông ấy cũng có đôi lời dành cho anh hay. Năm xưa, Ketil vì sợ chiến tranh nên đã từ bỏ người con gái mà ông ấy yêu. Tuy tính mạng có thể được bảo toàn, nhưng vết thương lòng đó sau này không thể nào mà xóa nhòa được. Hoàn cảnh khi đó của Ketil rất giống anh hay. Nếu cô ấy quyết định không đi cứu chồng mình thì đứa trẻ sẽ có thể yên ổn ra đời. Nhưng cô ấy sẽ mãi mãi không thể gặp được Gardner nữa. Trong cuộc sống vốn dĩ không có những lựa chọn sai lầm. Điều quan trọng là con người có hối hận sau lựa chọn của mình hay không mà thôi. Tập 15. Vậy là sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng anh hay đã quyết định đi thăm chồng mình. Lúc này rắn đã bận việc đi ra ngoài nên là các tên lính canh đã để cho anh hay vào chăm sóc vết thương cho Gardner. Khi vợ chồng gặp nhau, Gardner đã nói lời xin lỗi vì quyết định ngu ngốc của anh ta năm xưa.
anh xin lỗi vì đã rời bỏ hai mẹ con trong thời buổi loạn lạc. Anh hai chỉ biết khóc nức nở sau khi nghe những lời nói muộn màng này. Giờ thì xin lỗi thì có tác dụng gì nữa chứ? Con của họ đã bị binh lính Viking sát hại tàn nhẫn, còn anh hai thì trở thành nô lệ. Họ không thể nào trở về giây phút bình yên năm xưa được nữa. Trong lúc tên lính canh mất cảnh giác, Geralt đã lao đến cắt đứt thanh quản của hắn ta. Những người khác vừa chạy ra ngoài để kiểm tra thì Geralt đã được cởi trói. Lúc rắn trở về để trông thấy toàn bộ thuộc hạ ở doanh trại bị giết chết, còn Geralt thì biến mất tâm. Dựa vào vết tích để lại trên vũ khí, nhóm bảo vệ đoán rằng vừa nãy đã xảy ra trận chiến rất dữ dội. Tên nô lệ tuy đã trốn thoát nhưng hắn cũng đã bị trọng thương nên không thể chạy xa nơi này được. Tập 16. Vừa mới sáng sớm mà đã có người đến lục soát nhà ở của Thorfinn và Einar. Nhìn thoáng qua thôi họ cũng hiểu rằng Geralt đã trốn thoát và nhóm bảo vệ đang ra sức truy lùng hắn ta. Cả hai lập tức chạy đến nhà lão chủ nhân để xem anh hay có xảy ra chuyện gì hay không. Rất may là hiện giờ mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Tối hôm qua, anh hay và chồng mình đã được lão chủ nhân giúp đỡ. Ông ấy cho cả hai lánh nạn tạm thời ở trong nhà và rắn không hề biết điều đó. Rắn chỉ nghĩ rằng tên nô lệ đang trốn đâu đó gần đây. Anh ta muốn mai phục bên cạnh anh hay vì chắc chắn chồng cô ấy sẽ trở lại mang anh hay chạy trốn. Thời gian càng kéo dài thì tính mạng của Geralt ngày càng bị đe dọa. Tên nô lệ đã chịu quá nhiều vết thương trên đường đến đây. Anh ta cần chữa trị gấp nhưng rắn cứ ở mãi trong nhà canh chừng nên anh hay không có cơ hội chăm sóc cho chồng mình. Đến lúc này, Thorfinn và Einar không thể đứng ngoài làm ngơ được nữa. Hai người họ đã nghĩ ra một kế hoạch để giúp cặp vợ chồng nô lệ có thể ở bên cạnh nhau. Einar đã đóng giả Geralt rồi đứng ở phía xa căn nhà để thu hút sự chú ý từ lực lượng bảo vệ. Rắn nhanh chóng trúng kế và cho binh sĩ rượt theo truy bắt Einar. Trong khi đó, Thorfinn và anh hai sẽ có cơ hội lẻn vào trong nhà của Geralt đang bị trọng thương. Sau một hồi truy đuổi, rắn đã cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ vì tên nô lệ đã bị trọng thương rồi mà sao lại có thể di chuyển nhanh nhẹn như vậy được. Thế là anh ta quyết định để cho hai tên đàn em tiếp tục truy đuổi còn bản thân thì chạy về nhà kiểm tra thử. Thorfinn còn chưa kịp mang Geralt ra khỏi nhà đã bị rắn chặn lại. Đến nước này thì không thể tránh khỏi một trận chiến được nữa. Thorfinn đã từng hứa rằng sẽ không dùng vũ lực để làm tổn thương bất cứ ai nhưng nếu bây giờ anh ta không kháng cự thì Geralt và anh hai sẽ bị trừng phạt. Cuối cùng Thorfinn vẫn phải ra tay phản kháng. Cuộc chiến của hai binh sĩ lão luyện diễn ra chậm rãi vì mỗi nước đi của họ đều phải suy tính rất kỹ lưỡng. Rắn đã biết Thorfinn từng là binh sĩ trước đây nhưng điều anh ta không ngờ là Thorfinn lại có kỹ năng chiến đấu đáng sợ đến vậy. Một câu hỏi đột nhiên nảy lên trong đầu rắn đó là tại sao một chiến binh lão luyện như thế mà lại chấp nhận làm nô lệ ở vùng nông thôn hẻo lánh này? Tập 17. Từng đòn đánh, từng nhát chém do rắn tung ra đều nhắm vào điểm yếu chí mạng của đối thủ nhưng tất cả đã bị Thorfinn né hết. Lúc này may mà Thorfinn còn chưa cầm vũ khí trong tay đấy. Nó mà có hai thanh kiếm ngắn như hồi xưa thì chắc rằng là thằng rắn này nó thành rắn xào xả ớt rồi. Anh hai và Ausvoker đã khuyên rắn nên tha thứ những gì Geralt đã gây ra và cho hắn ta một con đường sống. Chính những lời nói đó đã khiến cho thủ lĩnh nhóm bảo vệ trở nên vô cùng tức tối. Anh ta hoàn toàn có lý do để trừng phạt Geralt. Ai cũng cầu xin tha mạng cho hắn, vậy còn những tên thuộc hạ của rắn thì sao? Tất cả bọn họ đều đã bị Geralt sát hại. Rắn là thủ lĩnh mà không thể trả thù cho đàn em thì hắn còn mặt mũi đâu để gặp mọi người. Nếu giết người mà chỉ cần nói xin lỗi thôi thì luật pháp được sinh ra để làm gì? Nói rồi xong, rắn cắm thẳng thanh kiếm vào người Geralt. Gã nô lệ đã bị thương trầm trọng nhưng vẫn chưa chết. Anh ta bừng tỉnh dậy, siết lấy cổ rắn như muốn kéo cả hai cùng xuống địa ngục. Lúc này dường như Geralt không còn giữ vững được lý trí nữa. Anh ta chỉ chịu dừng cuộc chiến lại khi mà nghe thấy tiếng gọi tha thiết của vợ mình. Hai vợ chồng đã xin lão chủ nhân chiếc xe ngựa để rời khỏi nơi đây. Còn điểm đến của họ là đâu thì chẳng ai biết được. Geralt và anh hai cứ im lặng nhìn bầu trời âm u phía trước. Con đường họ đi dài bất tận như chẳng thể nhìn thấy được điểm dừng. Khoảnh khắc đó đã làm Geralt hồi tưởng lại những hình ảnh trong quá khứ. Có lẽ đó là những giây phút vui vẻ nhất trong cuộc đời anh ta. Sáng thì làm nông cùng với những người dân trong làng. Tối về lại quây quần cùng với con trai và vợ đẹp. Geralt ước thời gian có thể quay trở lại một lần nữa. Khi đó nhất định anh ta sẽ không rời khỏi làng để tham gia chiến tranh. Bởi vì Geralt đã sở hữu thứ quý báu nhất trên đời là anh hay. Chỉ tiếc rằng con người không thể khiến thời gian quay lại được. Đó là những lời cuối cùng Geralt nói với vợ trước khi chút hơi thở cuối cùng. Tập 18. Đoàn thuyền của bố già Play đã cập bến. Thorzu thì háo hức chuẩn bị cho trận chiến sắp sửa diễn ra trong khi Kethil thì rất thất thần, hoảng loạn. Ông ấy vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mình hiện giờ đang bị nhà vua truy nã. Trái tim ông đã quá đau khổ trong những ngày đã qua. Kethil muốn gặp và ôm lấy anh hai ngay lập tức. Điều đó như một liều thuốc giúp xoa dịu đi trái tim tổn thương của ông. Kethil không thể ngờ rằng
Lúc ông về thì nghe vợ kể lại anh hay đã cố tìm cách trốn đi cùng với chồng cũ. Cả thế giới bỗng chốc sụp đổ trước mặt Cathy. Ông ấy chỉ có duy nhất anh hay là chỗ dựa tinh thần, nhưng cuối cùng lại bị cô ấy phản bội. Lay đã đến gặp rắn để nói về việc tìm Thorfinn. Ông ấy đã được Cathy cho phép giải phóng nô lệ đó, nhưng rắn không hề biết về việc thỏa thuận của hai bên. Hiện giờ Thorfinn cũng đang bị giam giữ vì tội giúp đỡ Gardner nên là không thể thả ra dễ dàng được. Mọi người dự định là sẽ đi tìm Cathy để xem ông ấy muốn giải quyết thế nào. Father đã cầu xin Lay hãy mua thêm hai người nô lệ nữa, đó là Einar và Anhei, vì hai người đó cũng phạm tội trong vụ của Gardner. Nếu giờ chỉ có Thorfinn được cứu thì e rằng hai người kia sau này sẽ khó bảo toàn tính mạng. Hiện giờ Cathy đã đến nơi giam giữ Anhei. Mặc dù rất yêu thương cô gái nô lệ, nhưng mà lần này Anhei đã mắc phải lỗi lầm không thể tha thứ được. Cathy đã ra sức chút cơn thịnh nộ của mình lên người đối phương bằng những đòn đánh vô cùng đanh thép. Anhei đã cầu xin ngài địa chủ hãy nhẹ tay vì cô ấy đang mang trong mình đứa con của ông ấy. Cathy lại giận dữ hơn nữa. Ông ta nghi ngờ đứa con này là do cô ấy đã gian díu với người chồng cũ nên mới xuất hiện. Thế là những tiếng thét thảm thương lại ngày một vang vọng khắp nơi. Khi rắn và Lay đến thì nạn nhân đã bị đánh bất tỉnh hoàn toàn. Tình trạng vết thương trên người thì chẳng thể nào nghiêm trọng hơn được nữa. Kiểu này mạng sống còn khó giữ chứ nói gì đến việc giữ đứa con trong bụng. Tập 19. Những nỗi đau tích tụ trong thời gian gần đây đã đẩy Cathy vào nước đường cùng. Ngài địa chủ đã không còn gì để mất nữa nên là nỗi sợ cũng không còn là thứ gì quá ghê gớm đối với ông ta. Cathy đã tập hợp toàn bộ người dân trong vùng đứng lên để chuẩn bị cho một cuộc chiến chống đối quân đội nhà vua. Tổng số người tham chiến tính sơ sơ là khoảng hơn 300 tên. Hầu hết những người này đều là nông dân. Do Cathy đã hứa rằng sẽ xóa nợ cho họ nên là những người nông dân này mới liều mạng chiến đấu. Số người biết chiến đấu thật sự chắc đếm không quá 100 tên. Như đã thỏa thuận, hiện giờ Lay và Thorfinn không còn dính líu gì đến nơi này nữa. Tuy họ có thể rời đi trong yên bình nhưng Thorfinn đã từ chối. Anh ta không thể bỏ mặc Einar và Anhei được. Lay cũng rất bất ngờ sau khi nhìn thấy Thorfinn trong thời điểm hiện tại. Ông ấy rất mừng vì cậu thiếu niên này đã trưởng thành. Càng ngày nhìn Thorfinn càng giống với Thor, chiến binh vĩ đại. Sáng hôm sau, thuyền của nhà vua đã áp sát đến gần vùng biển của làng. Đây là lúc chênh lệch về trình độ bắt đầu hiện ra một cách rõ rệt. Quân đội tạp nham của Cathy chẳng thể nào bắn tên lên thuyền của kẻ địch vì khoảng cách quá xa, nhưng quân đội nhà vua thì lại làm được điều đó. Nhìn cảnh tượng hai bên chiến đấu cứ như là trò chơi đi săn, trong đó quân của nhà vua đóng vai thợ săn còn quân của Cathy thì đóng vai mấy con cừu chỉ biết chạy lông nhông chờ chết. Canute đã gửi sứ giả đi đàm phán giải quyết mọi chuyện nhanh gọn, nhưng Cathy vẫn từ chối thỏa thuận. Đội quân tạp nham đã phì cười khi nghe tin nhà vua chỉ mang theo 100 binh sĩ đi chinh phạt. Lực lượng đó ít hơn gấp 3 lần so với số lượng Cathy đang chỉ huy. Đó là cái nhìn thiển cận của tụi nông dân thôi chứ dân lão luyện thì khác. Rắn đã đi thám thính và phát hiện ra 100 binh sĩ dưới trướng Canute đều là quân tinh nhuệ. Chỉ một tên trong số chúng thôi là đủ chém 5 tên trong đội quân tạp nham rồi. À, mà còn một điều nữa là Cathy không phải là người có danh hiệu thiết quyền thiệt đâu. Năm xưa, Rắn từng là bạn của thiết quyền Cathy. Trong lúc gặp khó khăn nên Rắn đã quyết định đi tìm người bạn này giúp đỡ. Anh ta đã đi theo lời đồn nhưng lại không ngờ rằng người xuất hiện trước mặt mình lại là ông địa chủ bụng phệ. Do Cathy bao ăn bao ở nên là rắn cũng không vạch mặt ông ta. Đội bảo vệ đến nhận ơn giúp đỡ của ngôi làng này, giờ là lúc họ đền đáp. Rắn cũng quyết định là sẽ tham gia cuộc chiến mặc dù biết chắc rằng mình không có cơ hội giành phần thắng. Các binh sĩ dưới trướng anh ta cũng tình nguyện đi theo chỉ huy chiến đấu đến cùng. Hồi chuông báo tử ra điểm, hai đại quân của Cathy và nhà vua đã nổ ra trận chiến dữ dội. Thorfinn cùng Einar nhân cơ hội này để mang Anhei rời đi trong im lặng. Cô gái nô lệ hiện giờ vẫn còn hôn mê sâu. Cô ấy mê về cảnh tượng mình đang ngồi trên chuyến xe cùng với Gardner đến nơi nào đó xa xăm. Trên chuyến xe còn có hai người con của Anhei nữa. Bọn họ vui cười đùa giỡn với nhau một hồi thì bỗng nhiên Gardner quay lại. Anh ấy nói rằng Anhei hãy quay lại tạm biệt những người bạn để giúp đỡ cô ấy trong thời gian qua. Tập 20. Quay trở lại chiến trường. Quân đội nhà vua hiện giờ đang nắm thế áp đảo hoàn toàn. Do chênh lệch về trình độ kỹ năng chiến đấu quá lớn nên là hầu hết binh sĩ đội quân tạm nham đã bị tiêu diệt nhanh chóng. Rắn bắt buộc phải hạ lệnh rút lui để hạn chế số lượng thương vong đang ngày một gia tăng. Thorzu đã chớp thời cơ vòng ra phía sau tập kích nhà vua. Canute đã cử tất cả quân lực ra tiền tuyến nên là không còn ai bảo vệ anh ta trong thời điểm này. Nhà vua rất có thể đã bỏ mạng nếu mà Wop không xuất hiện hộ giá kịp thời. Vệ binh hoàng gia sau khi nhận được tin cầu cứu cũng đã gấp rút quay trở lại. Thorzu đã đánh mất đi cơ hội ám sát, hắn bắt buộc phải rút lui nếu còn muốn giữ lại mạng sống của mình. Anhei đã tỉnh lại, cô ấy hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình lúc bấy giờ. Anhei chỉ muốn nói lời tạm biệt với Einar và Thorfinn trước khi rời đi. Cô gái nô lệ đã tìm thấy nơi yên bình có thể sinh sống hạnh phúc cùng chồng và những đứa con của mình.
đó là sang thế giới bên kia. Anna rất luyến tiếc và khuyên anh hai đừng từ bỏ. Cô ấy chỉ nói rằng tất cả người thân của mình đều đã chết. Anh hai còn ở lại đây làm gì nữa cơ chứ? Những lời nói của cô gái nô lệ tuy thô nhưng lại rất thật. Chính Anna và Thorfinn cũng không thể nào tìm ra lý do để anh hai có thể ở lại cái địa ngục trần gian này. Cô ấy thà chết đi cùng gia đình mình còn hơn là tiếp tục nhẫn nhịn làm nô lệ cho một ai đó. Trên đường tháo lui, rắn và ông địa chủ đã vô tình chạm mặt nhóm của Thorfinn. Vừa trông thấy kẻ thiêu là cơn thịnh nộ trong người của Einar lại trở nên sôi sục một cách dữ dội. Anh ta muốn giết ông địa chủ để trả thù cho anh hai nhưng Thorfinn đã cố gắng hết sức ngăn lại. Cậu ta cũng từng chìm đắm trong thù hận khi mà Thor mất đi. Việc giết người để trả thù chỉ càng khiến cho cơn giận ấp ủ trong tim họ. Thorfinn không muốn nhìn thấy Einar đi vào vết xe đổ của mình từng phạm phải năm xưa nên mới khuyên anh ta hãy từ bỏ ý định giết Kethil trả thù. Tập 21. Oma trở về doanh trại và thứ hiện ra trước mắt anh ta là xác những binh sĩ đang nằm la liệt khắp nơi. Oma rất hối hận về những gì anh ta đã làm trước đây, chỉ vì cái tôi quá lớn nên đã vô tình kéo người dân vào cuộc chiến đẫm máu. Knute đã gửi thư kêu gọi đầu hàng lần thứ hai đến cho gia đình Kethil. Họ sẽ phải từ bỏ toàn bộ gia sản và bị trục xuất ra khỏi đất nước này nếu chấp nhận đầu hàng, nhưng ít nhất là cả gia đình sẽ được tha mạng. Còn nếu tiếp tục chiến đấu thì quân đội nhà vua sẽ chinh phạt đến khi người cuối cùng trên mảnh đất này ngã xuống. Cả gia đình đã để cho Oma được đưa ra sự lựa chọn bởi vì anh ta chính là nguyên nhân khiến cho mọi việc diễn ra. Thanh niên kiêu ngạo ngày nào giờ đây đã thay đổi. Oma thừa nhận tất cả mọi việc đều là lỗi của mình. Tại vì bản thân muốn trở thành chiến binh nên mới kéo cả gia đình vào đại họa. Mặc cho ai có chế giễu thì Oma vẫn quyết định sẽ đầu hàng. Anh ta sẽ lấy thân mình ra chịu sự trừng trị của nhà vua. Đổi lại là những người dân vô tội sẽ không bị sát hại nữa. Ông Svoker rất vui mừng khi trông thấy cháu trai mình đã trưởng thành. Tuy gia sản sẽ lụi tàn nhưng một ngày nào đó họ vẫn sẽ có thể gây dựng lại từ đầu. Thorfinn hiện giờ đã một mình tiến đến doanh trại kẻ địch. Cậu muốn xin diện kiến nhà vua để kết thúc cuộc chiến tranh đang diễn ra. Khi cả đám cận vệ nghe Thorfinn nói rằng cậu từng là vệ sĩ của nhà vua thì cả đám đã thi nhau phì cười. Chúng không tin rằng một người nô lệ thấp bé như Thorfinn lại đủ sức làm cận vệ cho Canute. Worf đã bẩm báo việc Thorfinn đến tìm cho Canute nghe. Cái tên này vừa được thốt lên là nhà vua lại nhớ đến những việc từng xảy ra năm xưa. Cả vết sẹo trên mặt Canute cũng là do Thorfinn gây ra. Nhà vua đã từ chối gặp mặt người bạn cũ. Thorfinn bây giờ đang bị lôi vào trận chiến với Drog. Cậu ta không có ý định đánh trả đối phương nên từ nãy đến giờ Thorfinn chỉ đang chịu đấm ăn xôi. Bọn lính xung quanh đã lấy điều này làm trò tiêu khiển. Chúng cá với nhau rằng Thorfinn có thể chịu được bao nhiêu cú đấm để đổi lấy tiền thưởng. Thorfinn đã tự cá cược vào chính bản thân mình. Nếu cậu có thể chịu đựng được 100 cú đấm trực diện do Drog tung ra thì đám cận vệ phải để cho Thorfinn được diện kiến nhà vua. Tập 22. Vậy là lần lượt từng cú đấm dũng mãnh được dán vào người Thorfinn không thương tiếc. 5, 10, 20 rồi đến 30 cú đấm đã được tung ra nhưng mà chàng trai đó vẫn chưa gục ngã. Worf đứng quan sát từ xa để nhận ra Thorfinn đang dùng tiểu xảo để hạn chế lực tác động lên cơ thể. Để có thể làm được điều đó thì cần có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn thì mới làm được. Tuy kỹ thuật này có thể giúp bản thân nhận ít sát thương đi nhưng mà nó không vô hiệu hóa hoàn toàn đòn tấn công. Việc đứng im chịu 100 cú đấm đúng là điều phi thường ít ai dám làm. Rắn đã dắt Oma đến thỏa thuận đầu hàng, nhưng cả hai đã bất ngờ khi nhìn thấy Thorfinn đang hy sinh bản thân để cứu lấy nông trại. Mở đầu trò chơi là những tiếng cười cợt đầy sự kinh bỉ, nhưng rồi sau đó, chẳng một chiến binh nào dám cười nữa. Họ nghiêm túc đứng nhìn sinh vật nhỏ bé kia đang hứng chịu cú đấm thứ 98, 99, 100, và cuối cùng, Thorfinn vẫn không gục ngã. Từ đầu đến giờ, cậu ta vẫn chưa tung ra đòn tấn công nào nhưng mà Drog đã thấm mệt và gục ngã. Còn các binh sĩ xung quanh thì tỏ ra thán phục trước sự dũng cảm của cậu ta. Họ không trực tiếp tham gia trận chiến này nhưng mà họ hiểu rằng nếu mình có ra trận thì kết quả cũng sẽ như vậy. Vũ lực không thể nào hòa gục được sinh vật nhỏ bé kiên cường bất khuất đó. Drog đã kiến nghị với Worf rằng hãy để Thorfinn gặp nhà vua theo đúng thỏa thuận bởi vì cậu ta xứng đáng nhận được điều đó. Worf đã hỏi rằng tại sao Thorfinn không hạ gục Drog. Làm như vậy thì có thể chứng minh cậu ta từng làm cận vệ cho nhà vua rồi mà. Cần gì phải chịu đấm ăn xôi chi cho cực vậy? Thorfinn đáp rằng cậu ta đến đây để đàm phán. Làm sao có thể đàm phán trong khi mình ra tay đấm người khác được cơ chứ? Hơn nữa, Thorfinn không hề xem bất cứ ai là kẻ địch cả. Đó cũng là những gì cha cậu từng nói trước đây. Gặp lại người bạn cũ sau bao nhiêu năm, Knute đã không còn nhận ra Thorfinn từng tung hoành trên chiến trường ngày nào nữa. Nếu là Thorfinn khát máu của mấy năm về trước thì chắc là đám cận vệ khi nãy đã bỏ mạng hết cả rồi. Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Thorfinn đến đây để xin Knute hãy rút quân trong hòa bình. Nhà vua đã từ chối. Tư tưởng của Knute là hy sinh một bộ phận nhỏ người dân để bảo vệ cho đa số người dân.
Nếu không có thương vong thì thế giới hòa bình sẽ không thể được tạo dựng. Tập 23, Thorfinn không hề cố gắng khuyên ngăn gì cả. Cách mà cậu chọn đó là bỏ trốn. Điều đó đã làm nhà vua bật cười. Chẳng có kẻ ngốc nào dám chịu 100 cú đấm để rồi bỏ trốn trong khi đang thương lượng cả. Có thể nhiều người sẽ xem cách bỏ trốn là hèn nhát, nhưng Thorfinn thì lại không. Cậu đã trải qua quá nhiều trận chiến, chứng kiến quá nhiều cái chết và hơn nữa là học được quá nhiều bài học. Bị người khác xem thường thì sao chứ? Điều quan trọng là họ vẫn sẽ sống sót. Miễn là trên trái đất này còn có đất sinh sống thì Thorfinn vẫn sẽ chọn cách chạy trốn để được sống trong hòa bình. Cậu muốn xây dựng một nơi có thể cưu mang những con người muốn chạy trốn khỏi thế giới chiến tranh loạn lạc. Những lời nói đó đã làm Knute thay đổi. Anh ta nhận ra rằng bên cạnh mình vẫn còn những người đang chiến đấu để xây dựng thế giới hòa bình. Nhà vua cũng nhận ra rằng việc dùng vũ lực không phải là cách làm duy nhất để chấm dứt chiến tranh. Knute quyết định rằng sẽ tin tưởng vào những gì Thorfinn nói, xem tương lai rồi sẽ đi đến đâu. Sau đó, Knute đã ban lệnh xuất ngũ cho đội quân đang ở nước Anh. Cách làm này đã giúp nhà vua giải quyết vấn đề kinh tế một cách đáng kể. Bên cạnh đó còn lấy được lòng tin của người dân. Bởi vì không còn quân sự đàn áp nữa nên là dân chúng nước Anh đã hoàn toàn tin tưởng vào tân vương của họ. Mối quan hệ giữa kẻ đi chinh phục và kẻ bị chinh phục đã được cải thiện hơn rất nhiều. Knute cũng không ngờ rằng việc anh ta muốn giải quyết lại có thể dễ dàng thực hiện bằng cách đơn giản đến thế. Nông trại đã thoát nạn diệt vong nhờ vào sự giúp đỡ của Thorfinn. Omar đã quyết định tặng cho Thorfinn và Einar một thùng vàng lớn trước khi họ chuẩn bị rời đi, nhưng cả hai đã từ chối. Thorfinn đã học được rất nhiều bài học sau khoảng thời gian 3 năm ở nông trại. Anh ta rất vui mừng vì có thể đền ơn cho lão chủ nhân cùng với người dân nơi đây. Trong giây phút chia tay, rắn đã nói tin thật của mình cho Thorfinn và Einar biết. Roar mong rằng trong tương lai họ sẽ có cơ hội tái ngộ với nhau một lần nữa. Tập 24, Lay đã đưa Thorfinn và Einar trở về quê nhà Iceland. Thorfinn đã không thể giấu được cảm xúc của mình khi đặt chân lên mảnh đất mình được sinh ra. Những người bạn của cậu năm nào giờ đây đều đã trưởng thành. Tất cả đều đã thay đổi. Chỉ có không khí yên bình là vẫn như khi xưa. Thorfinn trở về gặp mẹ mình. Cậu xin lỗi vì đã rời bỏ gia đình hơn mười mấy năm trời. Cuối cùng thì Thorfinn cũng đã hiểu được năm xưa cha cậu hy sinh là để làm gì. Tối hôm đó, Thorfinn đã kể hết những gì cậu đã trải qua trong những năm lưu lạc cho cả gia đình cùng nghe. Đồng thời, cậu cũng muốn nói với mẹ mình rằng sẽ đi khám phá vùng đất mới trong thời gian tới. Thorfinn và Einar muốn xây dựng một nơi mà con người có thể sinh sống trong hòa bình. Nơi đó sẽ không có nô lệ và cũng không bị chiến tranh làm phiền đến. Đó cũng là những diễn biến cuối cùng của bộ phim rồi. Hy vọng là các bạn có khoảng thời gian thư giãn khi đến với kênh mình với bộ này. Sắp tới thì tụi mình vẫn sẽ cố gắng tiếp tục ra thêm nhiều video hay hơn và vui vẻ hơn nữa. Mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ và chờ đợi nha. Vì nhân lực chính chỉ có 4 người thôi nên là cứ từ từ tụi mình sẽ làm từng lượt các bộ phim các bạn yêu cầu. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.